Bút mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con phong lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 Phật lịch 2565. Bài học hôm nay môn học kinh tương ưng Samyutta Nikaya chương 4. Tương ưng ác ma. Phẩm thứ nhất bài 3 kinh Mỹ Tướng xuất phá xuất tăng. Tam nghiệp thanh tịnh không bị ma chi phối. Tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết lực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được cát tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay kinh Tương ưng Samyutta Nikaya chương 4 chương Tương ưng ác ma phẩm thứ nhất bài 3 kinh Mỹ Tướng xuất pháp xuất tăng. Tam nghiệp thanh tịnh không bị ma chi phối. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thần Chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong phẩm, trong cái chương thứ tư tương ưng ác ma, chúng ta chỉ gặp những cái bài kinh mà ác ma xuống quấy rối Đức Phật, và Đức Phật ngài đã nhận diện ác ma bằng cách là ngài trả lời một bài kệ cho ác ma biến mất. Nó cũng đơn giản nhưng mà cũng khó để chúng ta có thể trình bày ý nghĩa. Nhưng trong bài học hôm nay thì
chúng ta có được cái bài kệ mà Đức Phật Ngài đã nói với ác ma. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đọc trước cái chánh kinh của cái bài kinh này, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa tâm giảng giải ý nghĩa rộng rãi. Xin mời cô Hương Lan đọc cho bài học. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Cảm ơn quý thích. Bài 3 kinh Mỹ Tướng, xuất phá xuất tăng, tam nghiệp thanh tịnh, không ma chi phối, dẫn nhập. Mặc dù tựa bài kinh là Mỹ Tướng, nhưng nội dung nói về cả hai hình tướng đẹp và xấu do ác ma biến. Tâm thức chúng sanh bị dao động bởi lưỡng biên đẹp xấu hay khả ái và bất như ý. Tâm còn thiên chấp thì còn bị ma chi phối. Đức Phật chỉ rõ giá trị của một người biết giữa tâm, biết giữ tâm an nhiên đối với lưỡng cực. Để làm được điều này, cần luôn tự nhắc tất cả chỉ là mồi nhử của ác ma. Kinh văn. Tôi được nghe như vậy. Thuở ấy, Đức Thế Tôn sau khi vừa giác ngộ ở gần Uruvela, dưới cội cây Ajapalanirotha bên dòng sông Niranjara, lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi trong bóng đêm ngoài trời và trời đang nhỏ mưa từng hạt. Bấy giờ ác ma muốn khiến Đức Thế Tôn sợ hãi, hoảng hốt, kinh khiếp liền đi đến Thế Tôn, biến hiện nhiều vầng sáng đẹp mắt và thô xấu. Lúc ấy Đức Thế Tôn nhận biết đây là ác ma, Ngài nói lên kệ ngôn: trong luân hồi diệu vật biến hiện đủ xấu, quá đủ hỡi ác ma, bại rồi kẻ hủy diệt. Những ai khéo điều phục cả thân ngữ và ý, không bị ma chi phối cũng chẳng là ma. Ác ma biết được Tô biết ta, thiện thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Văn. Về chaka je na wa cha ya manasta cha sut sam ta. Ai đã khéo chế ngự thân ngữ ý, na te ma ra wa sa nu ga, không bị ma sai sử. Natte marasa bathaguti, không là ma quân. Thích nghĩa, theo sớ giải chữ bathagu ở đây dịch là ma quân, mang ý nghĩa là học trò, đệ tử, người thụ huấn. Bathachara sisa antewasika nahoti, tỳ kheo giác đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình. Và con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi diễn giải nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Trước tiên con đảnh lễ Hòa Thượng Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đứng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tây Tri, Đại Đức Siêu Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng tại vì chúng tôi xưng hô với Hòa Thượng Tệ Siêu thì do là Hòa Thượng đã tấn phong Hòa Thượng rồi, trước giờ kêu Thượng Tọa, thì mặc dù là danh xưng nhưng mà nếu mà để có nó rõ ràng thì chúng tôi cũng mong là quý vị thôi cứ kêu Hòa Thượng. Dạ, như vậy. Mặc dù là tình thầy trò thì
tình thầy trò thì vẫn là kêu sư phụ. Dạ. Nhưng mà về mặt danh xưng thì thôi kêu hòa thượng. Từ đây về sau thì mong được rồi chúng ta kêu hòa thượng. Dạ. Có nó rõ ràng. Ở trong đó người trên người dưới, người lớn người nhỏ, vậy cho nó có cái trật tự. Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì cái bài học chúng ta học đó là kinh Mỹ Tướng, tựa đề là tam nghiệp thanh tịnh thì không bị ma chi phối. Qua cái nội dung của cái bài kinh hôm nay đó là nói đến một cái bậc mà dạ như Nghị Quang nghĩ danh xưng là hòa thượng đi, tại vì hòa thượng được tấn phong mà quy định là 40 hạ tỳ kheo 60 tuổi đời thì được tấn phong hòa thượng. Dạ. Bài học hôm nay thì nói đến cái một bậc mà hoàn toàn tu chứng đó, thì ở đây nói đến một bậc giác ngộ như là chư vị A La Hán cũng như là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, A La Hán chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây trong cái cuộc tu của chúng ta đó là cái cuộc đời sống chuyển hóa, tức là chúng ta chuyển từ mê trở thành giác ngộ, từ một cái người phàm phu trở thành một bậc thánh hoàn toàn giải thoát. Hiểu theo cách nào đó thì A La Hán là Phật, bởi vì bậc Phật là giác ngộ giải thoát, mà A La Hán là một bậc hoàn toàn giải thoát, giác ngộ. Cho nên là khi mà nói đến các ngài bậc hoàn toàn giải thoát đó, thì chúng ta biết rằng là một cái điều mà rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu học. Ở đây đó thì chúng ta hiểu rằng đời sống luân hồi nó rất là dài. Yeah. Chúng ta bởi vì cái phiền não, bởi vô minh, bởi tham ái, cho nên là cái cuộc hành trình luân hồi rất là dài, không có cái điểm kết thúc. Nếu mình nói đến một cái người phàm phu là như vậy. Nhưng các bậc thánh giả đó thì các ngài sẽ lần lượt đoạn trừ những cái chướng ngại. Mà ở đây đó, chúng ta hiểu đó là ma vương. Ma vương mà mình hiểu rằng là một cái vị cũng có nhiều cái công đức tu tập rất là lớn, là ở cõi trời tha hóa tự tại. Nhưng mà mình hiểu là ma ở đây là sự chướng ngại đó. Thì nói đến ma quân, tức là như là cái lời mà Thích Văn giải thích của Thượng Tọa Giác Đẳng đó, thì chúng ta nói là gì? Quân ma hay là ma quân đó, như là những người dưới sự điều khiển hay là những người học trò của ma. Cho nên là đời sống luân hồi của chúng ta đó thì bị chi phối rất là nhiều bởi những phiền não. Mình hiểu như là ba căn bất thiện là tham sân si đó, chính cái đó đó nó làm cho mình phải tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Và chính cái vô và tham ái đó là căn nhân để tạo nên cái đời sống luân hồi này rất là dài. Cho nên cũng có một cái câu pháp cú, khi mà Đức Phật ngài giác ngộ xong đó thì ngài mới nhìn lại thấy rằng rõ ràng là đó, cuộc luân hồi nó rất là dài. Ngài mới dạy một điều đó là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Và cái câu pháp cú kế tiếp thì Đức Phật ngài nói: này người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, tâm ta đạt tịnh tịnh. Có nghĩa là cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà sanh tử luân hồi này đó, đó là thân ngũ quẩn của chúng ta, tiếp diện từ kiếp này tới kiếp khác đó, chính là
tham ái, chính là vô minh. Cho nên là chính cái đó đó là cái chủ nhân ông để tạo nên cái, xây dựng nên cái đời sống luân hồi này. Cho nên chính vì vậy đó là các bậc thánh mà sau khi các ngài giác ngộ á, thì các ngài mới 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 thấy một điều, đó là luân hồi nó thật quả thật là ngán ngẩm, đáng ngẩm, đáng ngán ngẩm. Và do vậy sợ luân hồi, sợ luân hồi từ ở trong cái các cái trí đạo của một bậc thánh. Và nhân đó thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi rất là đau khổ. Bây giờ nói đến cái sự chứng nghịch ở trong đời sống mình, đó là ma. Ma vương như chúng tôi đã nói khi nãy là một cái vị, nếu mà mình nói rằng một vị chủ chân ở cõi trời tha hóa tự tại là vị cũng có nhiều cái công đức tu tập, chứ có nhiều cái phước báo, chứ không phải như chúng ta nghĩ ma như là một thực là con ma con quỷ biến hiện hình này hình kia, là những cái người mắc đọa, một người bị khổ trong khổ cảnh vậy. Mà là ma ở đây đó là cái sự chướng ngại, trở ngại. Mà cái gì thì nó gây sự trở ngại? Trở ngại cho gì? Trở ngại cho cái sự giác ngộ của một người tu tập. Trở ngại, chướng ngại cho một cái sự đời sống tu tập của mình để đi đến cái sự giác ngộ, đó là ma. Chúng ta thấy cái hình ảnh là như thế này. Trong cái nội dung của cái bài kinh này đó thì có một cái bài kệ mà chúng ta thấy ở đây đó là gì? Trong luân hồi chịu dợi, biến hiện dù đẹp hay xấu, quá đủ hỡi ác ma, bại rồi kẻ quỷ diệt. Thì nếu mà ai có đọc cái, cũng như chúng ta cũng nghe giảng những cái bài giảng đó, là khi mà Đức Phật ngài giác ngộ đó, Đức Bồ Tát ngài giác ngộ thành Phật đó, thì phải nói một điều, đó là có những sự thử thách rất là nhiều phải vượt qua. Chúng ta thấy rằng ở đây ngay cả cái hình ảnh, mặc dù là cái tựa đề của bài kinh gọi là mỹ tướng, nhưng sự thật đó là nó cả cái tướng xấu và tướng tốt. Cái hình ảnh của ma vương biến nhiều cái mặt mày dữ tợn đó để cầm khí giới mà để mà tấn công, hoặc là dọa dẫm, làm cho Bồ Tát phải run sợ đó, Đức Phật phải run sợ đó. Thì đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cả cái thử thách. Nhiều khi đó chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống này đó, chúng ta còn bình tĩnh, có nghĩa là sức khỏe chúng ta có, trong một cái sự minh mẫn sáng suốt định tĩnh đó, chúng ta có. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó mà để cho khiến lòng chúng ta không sợ hãi, không lo âu đó, thì đó là một vấn đề không phải dễ. Không phải dễ. Bởi vì sao? Khi chúng ta bị có nhiều cái mà trong tâm lý của mình nó sợ hãi, thì dù lo hay là sợ hãi đó, trong một cái nghĩa thông thường đó, thì chúng ta hiểu là nó phát xuất từ ở cái tâm bất thiện, đó là của nhóm của bất thiện sân thôi, bất thiện sân này. Cho nên đó, nhiều khi đó chúng ta lo bởi cái việc này, lo bởi việc kia. Ngay cả những cái việc mà mình thấy rằng mình lo hết sức là bình thường, nhưng mà khi mà lòng mình lo đó, tâm mình lo đó, thì nó có cái sự dao động rồi. Nó có cái sự dao động rồi. Làm sao có cái sự định tĩnh được? Lo là mình không thể nào mà định tĩnh được. Cho nên là bình thường á, thì mình có thể mở miệng rằng tôi không sợ chết, hay tôi gan dạ, tôi gan lì, tôi không sợ việc này việc kia. Nhưng mà đối diện trước sự chết, biểu là mình không lo, không sợ thì nó khó. Một người bình thường thì nó khó đó. Tại vì sao? Có nhiều cái lo lắm. Có nhiều cái lo lắm. Mình lo rằng như bản thân, giống như chúng tôi nghĩ là trong đời thường, ngay cả những việc mà mình
chỉ chấp tác những việc trong chùa để lo những việc chung thôi. Nhưng mà lòng mình nghĩ đến những việc đó đó cũng là sanh ra cái sự rối tâm rồi, bận tâm rồi, bận tâm rồi. Rồi thí dụ như quý vị ở nhà đó, quý vị lo những cái nào là con cháu, nào là danh vọng địa vị quyền lợi, rồi những cái kẻ thương người ghét. Cho nên là chúng ta thấy rằng có những người họ nói chúng tôi vậy làm sao chết đó, là có hai điều, có hai điều. Một là mình đừng thương, đừng thích cái gì đó. Hai là mình đừng đừng ghét, đừng khó chịu với một gì đó. Dù người nào hay là vật gì, khi mà mình nhớ đến những điều đó, nhớ đến những điều đó hay là người đó, thì mình có những cái bận lòng, có những sự dính mắc. Mà dính mắc thì ngay cả cái sự thử thách, giống như chúng ta nói nè, là khi mà ma vương đến là thử thách nhiều cái biến mình, mà để gọi là ma vương thử thách đó, thì mình phải qua công đoạn, qua công đoạn tu tập. Mà qua công đoạn tu tập đó là đòi hỏi phải dứt trừ những cái phiền não. Mà chúng ta thấy rằng cái việc mà ma vương biến nhiều hình hài mà chúng ta thấy dữ tợn, hung tợn, rồi cầm nhiều khí giới để mà thử thách Đức Phật đó, thì mình phải nói rằng đó là cái sự khiến cho cái lòng mình phải dễ bị lo sợ, dễ bị lo sợ. Và khi mà một người mà dứt trừ những cái sự lo sợ thì đó là dứt trừ những cái phiền não, đặc biệt là nói đến cái sự sân hận, sợ hãi, lo toan. Và muốn như vậy đó thì quý vị thấy rằng trong đời sống tu tập của mình nó có nhiều cái mà mình nghĩ mình cần phải mình lo. Nhưng mà nếu mà mình lo như vậy đó, mà có một cái điều gì đó mà mình bận tâm, thì nó cũng là cái sự chướng ngại cho chính mình. Mình sợ cũng là sự chướng ngại. Cho nên là chúng ta đọc ở trong kinh đó, nghe miêu tả đó, là những bậc A-la-hán mà núi dù có sập, núi dù có lở xuống đó, nhà dù có sập xuống, thì tâm các ngài vẫn trầm tĩnh, vẫn bình thản, không có một chút lo sợ hãi, lo toan sợ hãi. Còn trong khi một người bình thường đó, thì chúng ta đối diện trước cái sự một cái việc gì đó thì chúng ta sợ lắm, chúng ta lo lắm, sợ gì bởi mình bị mất cái này hoặc là mất người kia, lo gì bởi cái này chưa làm xong, cái nọ chưa thực hiện xong tâm nguyện, có nhiều cái đó. Và khi mà mình lo đó, đó là sự vướng bận của chính mình, dính chấp của chính mình. Cho nên lo và sợ đó là hai cái nọ nổi chúng ta thấy tự ở trong lòng của mình. Khi mà mình đối diện trước sự sợ hãi đó, mà tâm bình tĩnh, dù là mình có sợ hãi tột cùng hay là mình bình tĩnh trước cái sự sợ hãi, thì cái điều mà mình chưa dứt trừ được cái phiền não đó bởi cái sân tâm, bởi cái tham tâm, thì mình dễ sinh ra những cái tâm trạng lo sợ. Cho nên là những cái mà mình thấy rằng rất là đơn giản, những cái mà trong đời thường hàng ngày mình nghĩ nó rất là nhỏ nhặt, không có gì để mà mình dính chấp, nhưng mà lỡ giờ phút lâm chung mà mình có cái sự dính chấp là làm cho mình phải bị nặng, làm cho mình phải bị dướng mắt. Đó là cái điều mà chúng ta thấy ở trong cái đời sống của mình. Cái thứ hai đó, về mặt mà nói đến cái sự thử thách thứ hai, cám dỗ thứ hai đó, mình thấy hình ảnh của một cái ba cái cô con gái của ma vương đến rồi, cô con gái tên gọi là Tanha, tức là tham ái, Arati là bất mãn, Araka là dục vọng đó, thì tất cả những cái điều đó, đó là chúng ta phát xuất từ ở cái gì, cái lòng tham của mình, từ ở cái lòng sân của mình mà ra. Cho nên là cả ba cái cô con gái đó, khi mà mình thấy rằng cái hình ảnh mà thử thách Đức Phật là những cái hình thù quái dị, những hình thù đáng sợ, nhưng mà rồi Đức Phật cũng không sợ. Nhưng mà đến khi mà ba cô con gái đó từ Tanha, Arati, Raka đó,
thì ba cái con cái đó là tượng trưng cho những cái pháp bất thiện từ ở cái tha mái ra, bản dục vọng mà ra. Nhưng mà rồi đó, khi mà dính mắt vào cái hình ảnh đó thì cũng là một cái sự trở ngại. Cho nên là chúng ta thấy rằng để mà vượt qua, giống như người ta nói cái gọi là con cá mà vượt vũ môn vậy đó, tức là nó phải nhảy lên cho thật nhiều, thật cao để nó vượt lên trên bờ bên kia. Thì cái người mà với một người phàm phu mà trở thành một bậc thánh hoàn toàn giải thoát đó, thì cái giai đoạn đó chúng ta thấy phải trải qua biết bao nhiêu cái công phu tu tập, cái công phu tu tập. Cho nên cái bậc mà gọi là chiến thắng đó, chúng ta thấy ở cũng ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu, có một cái câu Pháp Cú mà ở đây đó thì nói là vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai đó, chúng ta thấy rằng ai giải thoát lưới tham, ái phượt hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, không ai dùng không dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Cho nên ở đây đó, khi mà nói một người mà vượt ra hoàn toàn sự tham sân si hay là phiền não đó, là một cái một bậc mà phải nói là chiến thắng không vì chiến bại, hay gọi là bậc hoàn toàn giải thoát, hay là một bậc giải thoát tối thượng. Tức là không có một cái sự giải thoát nào tối thượng bằng những cái bậc mà hoàn toàn giải thoát như là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán. Cho nên ở đây đó, chúng tôi lại nhớ ở trong cái câu chuyện Pháp Cú có nhắc đến một cái câu chuyện là một vị bà la môn nọ đó, có một cái biệt tài mà cũng phải nói là do cái khả năng năng lực riêng, dù là bằng với những cái thủ thuật gì, vị bà la môn này biết được khi mà gõ cái sọ của một người thì biết cái người đó tái sanh ở cảnh giới nào. Nó đặc biệt vậy. Trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện đó, tức là chỉ cần gõ cái sọ người của cái xác, cái tử thi đó thôi, cái sọ người đó thôi, thì biết cái người đó họ tái sinh cảnh giới nào. Nhưng mà gõ tới một cái vị bà la môn mà gõ tới cái xương sọ của một cái vị a la hán thì không có biết là vị đó tái sanh ở đâu. Ý muốn nói ở đây đó là cái dấu tích nó không để lại, cái dấu tích không để lại. Giống như mình nói là con chim hạc mà bay trên hư không đó, không để lại cái dấu tích. Dù là cái dấu tích đó, thí dụ như chúng ta biết rằng mình đi dưới mặt đất thì cái con vật gì đó thì nó cũng để lại cái dấu tích, để là cái dấu chân hoặc là dấu bò trường lết gì đó, thì nó để lại. Nhưng mà cái con chim hạc mà bay trên hư không đó thì không để lại dấu, giống như là một cái sự mà hoàn toàn chứng đắc của một bậc a la hán thì các ngài không còn để lại cái dấu tích. Dấu tích ở đây đó là mình có thể nói rằng cái sự hiện hữu của pháp hữu vi. Dấu tích ở đây đó là nói đến những cái pháp bất thiện, pháp bất thiện từ cái việc mà đoạn trừ tham sân si, như là ở trong cái kệ ngôn này nói rằng những ai khéo điều phục cả thân ngữ ý, không bị ma chi phối, cũng chẳng là ma quân. Cũng chẳng là ma quân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái người tu tập của mình cũng vậy. Mình học theo Phật, mình hành theo Phật, dù là mình làm không hết giống như Phật, nhưng mà mình học, đang học theo Phật, và mình cũng cố gắng để bắt chước hành theo Phật. Hành theo Phật. Hành theo Phật là gì? Hành theo Phật là điều phục, điều phục cái ba nghiệp của mình. Điều phục cái ba nghiệp của mình. Nói như vậy, nói là tam nghiệp là thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thí dụ như là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời thiêu thùa, không nói lời phù phiếm. Ý là không để tha mát, sân ác và tà kiến ác. Nói thì nghe nó dễ, nhưng mà khi mà mình thực hành, để mà thực hành một cách trọn vẹn đó,
thì khó, thì khó. Nhưng mà nói khó như vậy thì không có nghĩa là mình làm không được, bởi vì mình phải tập, phải tu, phải tập, phải tu. Nói như vậy là để mà mình nói rằng mình tu là sửa cái lời nói của mình, sửa cái hành động của mình, và mình sửa cái suy nghĩ của mình. Nếu mà mình có sửa, chịu sửa, muốn quyết tâm để sửa, như vậy thì cái việc tu của mình á, là trước tiên là mình phải có muốn, cái ý muốn để sửa. Trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy, mình tập theo Phật, học theo Phật đó, là mình cái việc tu ở trong Phật giáo không phải là mình cầu nguyện, không phải cầu nguyện mà mình thành, mà mình tu ở trong Phật giáo á, là mình phải biết sửa, chuyển hóa từ ở một cái người xấu trở thành một cái người tốt, từ một cái người phàm phu trở thành một bậc thánh giả, trở thành Phật đó, trở thành Phật đó. Thì mình như vậy mới được gọi là tu. Như vậy giờ trong đời sống hàng ngày, ngay cả những điều chúng ta biết rằng đời sống luân hồi của chúng ta nó dài lắm, và nó dài lắm, và đến khi mà mình tận diệt hết những cái phiền não đó, thì mình mới không có diễn cho đời sống luân hồi nữa. Chứ còn mình còn còn phiền não, còn tham sân si, còn phiền não rất nhiều, tham ái vô minh chấp thủ còn đầy đủ, thì mình còn luân hồi rất là dài, còn luân hồi rất là dài. Và vì vậy đó, cho nên để mà bắt chước theo hạnh Phật, hạnh thánh hiền đó, thì mình phải tu, tu ở ngay trong cái lời nói của mình luôn. Không phải là mình, mặc dù là chúng ta biết rằng mình muốn nói cái điều gì đó thì cũng phát xuất từ ở cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó tuy là nghĩ nó mau đó, cái choáng chốc lát nó mau đó, từng sát na một nó mau đó. Nếu một người không có chánh niệm thì không kịp kiểm soát được cái tâm của mình. Nhưng mà cũng chính cái tâm của mình á, nghĩ quấy, nghĩ sai, nghĩ bởi tham sân si gì đó, cho nên là mình thốt lên cái lời đó, thốt lên cái lời đó, mà mình tránh làm sao thốt lên cái lời do tham sân si, mình gây tổn thương cho mình, tổn hại cho người khác. Như vậy từ nói dối, nói lời độc ác, nói lời thiêu thùa, nói lời phù phiếm, cái đó nó cũng gây tác hại. Cho nên nếu mà cái khẩu nghiệp mà mình có tu, tức là mình đã có chánh ngữ, đã có chánh ngữ, nói trong cái nghĩa chánh ngữ của trong bát chánh đạo đó, mặc dù là bát chánh đạo mình nói trên phương diện hiệp thế, có nghĩa là từ ở cái giai đoạn tu tập đó, trong cái giai đoạn tu tập của một người đó, thì mình phải có chánh ngữ, chánh ngữ, lời nói của mình phải tốt, lời nói không nói dối mà mình phải nói thật, mình phải nói thật, không nói lời thiêu thùa, mình phải nói lời chân chánh, hòa nhã, mình nói lời từ ái, mình nói lời lợi ích, mình nói lời hòa hợp. Thì những cái lời nói mình đó, tuy là cũng lời nói thôi, cũng miệng mở ra rồi âm thanh phát ra thôi, nhưng mà cái gì khiến cho chúng ta nói đó là tâm. Mà tâm thiện hay là tâm bất thiện đó, nó khiến cho chúng ta nói. Tâm bất thiện thì phát ra cái lời nói bất thiện, tâm thiện thì phát ra cái lời nói thiện. Như là ở trong câu pháp tú đầu tiên mà Đức Phật ngày dạy là ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân giật kéo. Ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Chúng thấy cái câu pháp cú số 1 và số 2 Đức Phật dạy như vậy. Như vậy thì cái người tu tập cái lời nói cũng có nghĩa là điều chế cái tâm của mình, phải có chánh niệm, đừng nghĩ bởi vì tham, bởi vì sân, bởi vì tà kiến. Cho nên là nhiều khi đó mình sống bằng cảm tính, vui thì mình nói theo cái cách khác, giận buồn mình nói theo cái cách khác, mà đều là những cái điều đó nó cũng tạo ra nghiệp bằng khẩu nghiệp thôi, tạo khẩu nghiệp bất thiện. Nếu chúng ta vui thì chúng ta nói, nó nói, mà nếu chúng ta nói mà bị cái lòng tham chi phối, bởi tham dục chi phối, thì cái lời nói đó nó mang tính thu hút, mang tính
mỹ miều, hay là mang tính chúng ta nghĩ là cái gì đó nó ngọt, nó đẹp, nó như vậy, nhưng mà rồi đó nó phát xuất từ ở cái tâm tham của mình. Nhưng mà cái lời nói đó phát xuất bằng cái tâm sân của mình ấy, thì chúng ta nói ra những cái lời thô lỗ, những cái lời độc ác, những cái lời thiêu thùa. Có những người giận người ta để nói thêm, có những người giận người ta để nói dối, có người vì lòng tham mà nói dối, vân vân. Cho nên á, cũng bằng với cái ý bất thiện mà ra, cái ý bất thiện mà ra khiến cái lời nói như vậy. Cho nên mình tu tập á, trên cái phương diện tu tập thì ngay trong đời sống hàng ngày mình cũng đã sửa được rồi. Mình phải sửa, sửa như vậy dần dần thì nó mới bớt được, nó mới bớt được. Thì đó là giai đoạn tu tập của mình. Giống như là nói rằng là mình chánh ngữ ở trong đời sống. Thì khi mà mình có chánh ngữ thì mình cố gắng tập cho mình có cái đời sống chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là mình nuôi mạng được chân chánh, và mình làm những cái nghề, những cái việc gì đều là không đến tổn thương, tổn hại. Dù là mình là cái người, người cư sĩ cũng vậy, người cư sĩ vậy. Còn đối với các bậc xuất gia thì các ngài cũng phải cố gắng làm như vậy, cũng phải cố gắng làm những cái gì, cái vai trò gì, cái việc làm gì của một bậc sắc đúng nghĩa, thì mình làm những cái việc đó nó có hữu ích hơn. Vậy thì mình có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cũng là giai đoạn tu. Vì chính vì vậy cho nên là mình phải có sửa để rồi lần lượt. Tôi nghĩ rằng cái hình dung á, nó giống như thế này, giống như là cái chiếc thuyền vậy đó, mà chúng ta múc tát, cứ múc tát cạn, mặc dù là cái lượng nước mà chúng ta múc nó tát cạn, nó không có nhiều so với lại nguyên cả một cái mạng thuyền mà chở đầy nước khẩm, thì chiếc thuyền không thể bơi được. Một người mà biết cách tinh tấn á, giống như là mình muốn được giải thoát, muốn được thành Phật, thì mình phải tinh tấn trong tứ chánh cần vậy đó. Tức là phải có cái điều cần thiết, và phải có những cái, hoặc là trong tứ duy túc, tức là mình phải có cái ý muốn để thành Phật, muốn được giải thoát, thì mình phải tinh tấn, cố gắng để thực hành, thực hành. Khi nói rằng bát chánh đạo đó, thì cái người mà mình có tu tập đó, thì mình điều chỉnh cái thân hành động của mình, cái thân hành động của mình đó là mình không làm những việc bất thiện, không có sát sanh, không có cắt, hay nói là không nghĩ đến sự tổn thương đến người khác, chúng sinh khác. Dù trong cái suy nghĩ của mình thì mình cũng phải tránh xa những cái hành động bất thiện đó, để chi mình ngăn ngừa những cái thân nghiệp bất thiện, ngăn ngừa cái nghiệp bất thiện. Mà mình phải tinh tấn chứ, có ý muốn thành Phật thì mình phải tinh tấn thực hành. Giống như là một người mà đi trên chiếc thuyền thì mình phải cố gắng tinh tấn, phải siêng năng múc nước ở trong thuyền. Mà nước chừng nào mình múc cạn ấy, thì chiếc thuyền nó mới lướt trên mặt nước, mới đi mau được, và nó có thể đi qua bên bờ bên kia rồi. Mình muốn không cũng chưa đủ. Giống như mình có dục như ý túc, mình muốn không là một cái yếu tố cần thiết đầu tiên. Nhưng mà mình phải tinh tấn, tức là mình phải tương tấn thực hành những cái thiện pháp, thì mình mới có thể là nó góp nhặt, nó trở thành những cái điều kiện để mà đưa đến tận diệt những cái phiền não. Như một người mà cố gắng siêng năng tát cái nước, múc cái nước ở trong chiếc thuyền của mình, nó cạn đi thì mình mới có thể lướt trên mặt nước, mình đi một cách nhẹ nhàng, thân thắt hay là thanh thản, rồi là mình mới qua bên kia cái bờ sông được. Đó là cái điều mà mình, cho nên là mình muốn đi trên, qua bên kia bờ sông thì mình phải mượn cái con thuyền để mà mình đi. Mà mượn con thuyền đi là mình phải tát nước, chứ nước bây giờ nó đang chìm. Tức là nói đến cái sự trì trệ hay là cái sự chướng ngại trong đời sống tu tập của mình, đó là ma, đó là ma. Cho nên á, dù là tham ái, hay dù là bất mãn, hay là dục vọng đó, thì những cái điều đó nó cũng đều là nói đến cái sự chướng ngại, tức là ma ở trong đời sống của mình. Bây giờ đó là mình với một người tu tập đó, thì cũng cần phải sửa cái tâm của mình,
rất là quan trọng. Bởi vì mình mà nghĩ đến tham, cái tâm của mình mà nghĩ đến sân, hoặc là cái tâm của mình nghĩ một cách lệch lạc, tà vại, tức là tà kiến ấy, thì mình cũng có thể khiến cho cái lời nói và hành động của mình bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện một cách dễ dàng. Cho nên là nói gì thì nói, thì cái người tu tập đó, khi mà mình có chánh ngữ, chánh nghiệp, thì mình cũng phải cần có một cái tâm định, cái tâm định, để có cái sự tâm, để có cái tâm định đó, thì mình phải trao tâm, trao tâm sửa tánh của mình. Tức là mình phải bằng với cái đời sống tu tập của mình, về dù gì đi nữa, chúng tôi nghĩ rằng mình thanh tịnh cái nội tâm của mình đã. Tức là định tâm trên một cái đề mục, hoặc là một người tu tập thiền quán đó, tức là giữ cái tâm của mình phải có chánh niệm, biết những gì đang diễn ra đối với thân và tâm của mình, thì cái điều đó rất là quan trọng. Tại chi giữ cái tâm có chánh niệm như vậy đó, để rồi là tâm của mình không có bị chao động, và chính cái sự có chánh niệm như vậy đó thì mình mới có thể là dày dặn, rồi phát sanh những cái trí tuệ đặc biệt, để rồi tận diệt những cái phiền não, tận diệt được tham sân si, tận diệt được những cái phiền não thì mình mới có thể giải thoát được. Cho nên cái người mà tu gì thì tu ở đây đó là tu tập giới, tức là một người có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, rồi một người có định, tức là phải có cái định tâm trên một cái đề mục, giống như là một vị hành giả tu tập thiền vậy đó. Mình thường xuyên đó là để cái tâm mình vào trong cái đề mục. Để chi? Mặc dù là quý vị biết rằng để giữ cái tâm mình một cách gọi là hoàn toàn thanh tịnh thì cần phải có một cái sự tôi luyện rất là nhiều, phải có cái sự quân tu rất là nhiều. Còn nếu chúng ta không có sự quân tu thì chúng ta hời hợt với nó, chúng ta buông lỏng lấy nó, thì cái tâm của mình nó cứ phóng túng, phan duyên, rồi nó sẽ bị chi phối bởi phiền não, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi tham, hoặc là bởi tham dục, hoặc bởi tà kiến, bởi sự si mê, vân vân. Thì cái điều đó nó tạo nên cái sự chướng ngại. Như vậy thì cái người tu đó là mình có chánh định, tức là mình phải tu định để cái tâm của mình lúc nào cũng được thanh lọc, được an lạc, được an tịnh, được nội tâm. Và khi mà mình an tịnh được nội tâm á, thì mình mới nhìn nhận ra một cái vấn đề, nhìn nhận ra được những cái chướng duyên, hay là nhìn nhận ra được cái sự trở ngại mà mình biết ở đây đó chính là phiền não. Cái giai đoạn tu tập của một cái vị hành giả đó là nhìn vào cái tâm của mình, thấy được cái sự chướng ngại, thấy được cái sự trở ngại, đó là phiền não, đó là phiền não. Cho nên là khi mà mình có an tịnh được nội tâm á, thì mình mới thấy được là cái này là do cái sự chấp thủ nè, cái này là do cái tha mái mà ra nè. Sự thật ra là chúng ta do tha mái, do chấp thủ trong ngũ quẩn mình thôi. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn. Mình biết rằng như vậy. Về học Phật á, thì mình biết ở trên cái pháp học á, thì mình biết rằng á, là Phật dạy rằng á, là ở đây là ngũ quẩn, đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, là thức quẩn. Nhưng mà để mà mình xa lìa, tránh đi cái sự chấp thủ đó, thì đòi hỏi cái công phu tu tập của mình rất là nhiều. Không thôi là mình không khéo đó, thì dễ bị sự chấp thủ lắm. Đây là sắc quẩn của tôi, tự ngã của tôi, hay là của tôi gì đó. Tôi, tự ngã của tôi, hay là của tôi, vân vân. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Chúng ta phải chấp thủ trong cái tinh tế nhất, cả cái sự cảm thọ, cả cái nhận thức của chính mình vẫn có cái sự chấp thủ. Chứ đừng nói tới sắc quẩn không, mà thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng có cái sự chấp thủ ở trong. Cho nên ở đâu có cái sự chấp thủ đối với ngũ quẩn thì đó còn cột trọ. Chúng ta nói trong một cách đời thường nhất đó là gì? Cả hai cái thấy cực tạng thái, đó là
cái gì làm cho mình khiếp sợ, mà mình quá sợ hãi, quá rung động, quá chi phối, thì cái tâm của mình cũng không thể định tĩnh. Đó là bị ma bắt. Cái thái cực thứ hai, cái trạng thái thứ hai nữa đó, là nói đến cái gì? Nói đến cái sự níu kéo, nói cái đến cái sự mà hoàn mỹ. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái này đẹp, cái này là tốt, cái kia là nọ. Thí dụ như bây giờ Phật dạy mình là tu phải quán về vô thường. Cái điều đó nó không phải là chỉ là những cái lý thuyết, mà đó là mình nhìn nhận lại mỗi cái sự diễn biến của tất cả các pháp hữu vi, về cảnh vật xung quanh của chúng ta, về sắc thân ngũ uẩn của chúng ta, rồi đến cái gì trong tâm lý của chúng ta. Chúng ta thấy rằng nó thay đổi. Sự thay đổi đó, đó là tính chất của vô thường. Mà mình quán vô thường để chi? Để mà mình thấy rằng không có cái gì là bền vững, không có cái gì mà bền vững, và không có cái gì mà chắc chắn. Để mình đừng có chấp rằng cái gì, ngay cả chính bản thân của mình, cái thân ngũ uẩn của mình cũng không chắc chắn nữa, huống chi là cái gì mà ngoại thân. Không có cái gì ngoại thân mà gọi là bền, mà trong cái thân của mình cũng không có cái gì mà bền chắc chắn. Nó là như vậy. Mình quán vô thường để mình đừng có chấp, đừng có chấp thủ vô đó. Đừng cho rằng cái gì là chắc, đừng cho cái gì đó là như vậy, đứng yên như vậy, mà nó luôn luôn có một cái trạng thái thay đổi. Trạng thái thay đổi. Và chính cái trạng thái đó, thay đổi đó là trạng thái của vô thường. Mà Đức Phật dạy mình quán vô thường để đừng chấp thủ, để đừng chấp. Đức Phật dạy mình quán sự khổ, Đức Phật dạy là để nhìn nhận lại. Thứ nhất đó là mình nhìn nhận lại cuộc đời đó. Biết bao nhiêu chuyện hỷ nộ ái ố dinh nhục trên cuộc đời này, nên hư thành bại, tất cả những điều đó nó chỉ là phù du thôi. Nói trong một cái cách nào đó cũng chỉ là phù du thôi. Nó không có là cái gì hết. Giống như là một trong tám ngọn gió đời vậy đó. Thay đổi được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền cước mất quyền cước, được và mất đó. Cái đó nó làm cho chúng ta thích thú, nó làm cho chúng ta đau buồn, nó làm cho chúng ta phải khổ. Là vì chính cái gì? Cái được và cái mất. Được và cái mất. Cho nên xung quanh cái đó, đó là để cho chúng ta nhìn nhận là cuộc đời này á, là không có một cái gì để cho mình phải mình chấp vào một cái gì thì mình cũng bị khổ. Cái thứ hai nữa đó là chính cái tâm thân này. Cái tâm thân này, tâm thân ngũ uẩn này đó là hệ quả của phiền não. Hệ quả của phiền não do tham ái, do vô minh và do chấp thủ, cho nên khiến chúng ta hành động. Và ngay cả chúng ta tạo hành động bất thiện thì cho quả khổ rồi. Nhưng mà chúng ta tạo hành động thiện mà nếu còn chứa chấp bởi tham ái, giờ chấp thủ bởi vô minh thì chúng ta cũng tiếp tục luân hồi nữa. Dù chúng ta sanh ở cảnh giới tốt, cảnh giới an lành, cảnh giới thiện đi nữa, thì chúng ta cũng bị sự chấp thủ của phiền não. Cho nên ở đây đó là khi mà mình nhìn nhận quán về sự khổ, để thấy rằng cái thân này có thân là chúng ta khổ rồi, chưa có kể là trước mắt chúng ta là sanh già bệnh chết bất, thương yêu xa lìa, thương thì bị thương yêu thì bị xa lìa, ghét mà gặp mặt nhau, nói cho có cái thân này là bao nhiêu cái sự khổ đó. Cái điều nữa đó là đời sống luân hồi thì tiếp diễn hoài, không bao giờ chấm dứt, ngoại trừ chúng ta đoạn trừ được những cái mầm mống đưa đến sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta mới chấm dứt sanh tử luân hồi thôi. Còn nếu chúng ta chưa đoạn thì dù nói gì đi nữa thì chúng ta cũng vẫn tiếp diễn. Cho nên nãy chúng tôi nói cái gì đó là cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy là lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sinh. Tức là cái người xây dựng nhà này chính là tha mái, đó là vô minh, vân vân, phiền não. Phiền não nó xây dựng nên cái ngôi nhà ngũ uẩn này mà tạo nên sự khổ, đó là ma đó. Phiền não hay nói những cái gì mà chướng duyên,
cả thử thách lẫn cám dỗ. Hình ảnh mà chúng ta thấy ba cô ma nữ thử thách Đức Phật, đó là sự cám dỗ. Hình ảnh mà ma quân hình thù rất là ghê sợ, rồi như cầm nhiều khí giới để mà thử thách Đức Phật, đó là sự thử thách. Cho nên ngay cả cái chướng duyên và nghịch duyên cho chúng ta cho rằng cái đó là cái hấp dẫn, cái đó là cái đáng thích thú, hay cái đó là đáng ghét. Khi mà tâm chúng ta nghĩ những điều đó thì đó là sự dính mắc. Cho nên là ở đâu có sự hiện hữu của sự dính mắc, sự chấp thủ, thì ở đó có phiền não. Mà ở đâu có cái phiền não thì còn cái sự luân hồi ở đó, còn sự luân hồi ở đó. Cho nên trong cái bài học hôm nay đó, là nói đến một điều, khi mà một vị mà đã đoạn tận phiền não đó, thì cái vị đó không còn bị cái sự dưới sự chi phối, hay là dưới cái sự mà điều khiển của ma quân nữa, không có cái sự chi phối điều khiển của ma quân nữa. Mà một bậc đó đó mà hoàn toàn chinh phục hoàn toàn ma quân đó, thì đó chính là một bậc A-la-hán, dù là A-la-hán tinh văn hay là A-la-hán độc giác Bát-chê-ca-bút-tha, hay là Samma-sambuddho, hay là Sa-bút-tô. Cả cái những ba bậc giác ngộ đó là điều hoàn toàn không có sự chi phối của ma quân, không có cái sự điều khiển sai sử của ma quân nữa, thì hoàn toàn chấm dứt sự khổ đau, giải thoát hoàn toàn là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái nội dung của bài học hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc nữa, thì cái bài học này nó cũng rộng, nó cũng rộng. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, để dành thời gian còn lại đó thì Chư Tăng sẽ thảo luận bàn rộng sâu thêm để đại chúng chúng ta được lợi ích. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú thí kinh thiền tọa pháp tân với pháp thoại vừa rồi. Bạch thiền tọa thiền sư thiền tọa có nghe được không? Nếu thiền tọa thiền sư đang ở trước máy, xin thiền tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận được tiên. Một lần nữa xin được hỏi thiền tọa thiền sư, thiền tọa có ở trước máy và có nghe được không? Thưa vị, có lẽ là thiền tọa thiền sư không có trước máy. Chúng tôi xin nói một vài lời, rồi sau đó để trở lại với chúng tôi học tân, để cho thiền tọa nghỉ một chút xíu sau pháp thoại vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng khi mà Ma Vương muốn làm cho Đức Thế Tôn sợ hãi được, thì Ma Vương không phải chỉ biến hiện ra những cái hình ảnh xấu, hình ảnh gớm ghiếc, mà còn có hình ảnh đẹp được. Đây là điều mà rất là đáng để chúng ta chú ý. Mình có thể dùng một cái ví dụ thường ở trong đời sống là như vậy. Có một cái cột trụ nào đóng xuống đất á, mà chúng ta muốn nhổ lên đó, thì chúng ta thường là không có kéo về một phía, mà chúng ta lung lay cục trụ đó, lung lay bằng cách là đẩy đâu bên phải, đẩy qua bên trái. Và khi mà chúng ta đẩy qua bên phải và bên trái đó, thì thường tạo nên một cái sự kiện là nó làm cho cái chân nó được lỏng ra, không bị mặt đất bám vào, và do vậy dễ nhổ lên. Đây là một cái nguyên tắc về vật lý. Trên phương diện tâm lý đó, thì thưa thì chúng ta cũng bị dao động trong cách thức đó. Sự dao động ở đây đó là chúng ta thường bị rung lắc về cả hai phía,
cái đẹp và cái sống. Ở đây dùng cái chữ su pháp, su pháp. Chữ này thì chúng ta nên nên hiểu rộng ra, bởi vì thường là khi mà chúng ta nói su pháp, chúng ta hay dịch là bất tịnh. Thỉnh thoảng quý vị nghe thì gọi từ siêu thuyết pháp, thì gọi hay dùng cái chữ như là bất niệm và bất tịnh. Và chúng ta nói thuộc nôm na trong đời sống là đẹp và xấu. Cái chữ chịu tịnh hay bất tịnh nghĩa là dơ, dơ và sạch. Nhưng mà thật ra thì trong trong cái ý nghĩa này, chúng ta nói đến hai cái cảnh nó tương phản với nhau, là đẹp và xấu. Tại sao đẹp và xấu? Bởi vì thưa vị, cái tâm của chúng ta đó, nó thường bị chi phối, và chi phối rất là mạnh bởi cái trạng thái mà chúng ta gọi là hài lòng và không vừa hài lòng, vừa ý và không vừa ý. Tức là nó nghiêng về phía bên này, nó nghiêng về phía bên kia. Điểm hết sức là tế nhị và rất là khó để chúng ta có thể nói trong đời sống. Đó là cái mà ở trong tiếng Anh gọi là equanimity, hay là equilibrium, tức là một cái trạng thái tâm an nhiên, nằm giữa, không có bị nghiêng bên này, nghiêng về phía bên kia. Chúng ta lấy một cái ví dụ là một người tu thiền hay là một người làm việc, mà nếu bị lôi kéo bởi cái mình rất là thích và cảm thấy bực bội với cái mình không thích, thì cả hai điều đó nó đều làm cho tâm của chúng ta mất thăng bằng, không có vững chãi được. Một cái trạng thái tâm vững chãi đó là phải nó, cái tâm đó phải có khả năng vượt khỏi cái gọi là rất thích và rất ghét. Ma vương thì không hiểu Phật, nhưng mà ma vương lại rất là hiểu rõ cái bản chất của chúng sinh. Cái bản chất chúng sinh chúng ta nói là cái trạng thái tâm. Và cái bản chất chúng sinh mà ma vương hiểu được là cho nó cái cho tâm cái gì mà khó chịu rồi đổi sang cái gì dễ chịu đó, thì tự nhiên tâm chúng sinh bị dao động. Chúng tôi nhớ rằng có một cái thời mà người ta dùng cách này để nắm quần chúng. Đó là họ siết cái bao tử lại, họ làm cho con người bị đói. Có điểm này lạ lắm thưa quý vị, khi mà chúng ta đói đó thì mình cảm nhận nó khổ sở ghê lắm. Nhưng mà rồi người ta mở ra một chút đó, thì mình cảm thấy hạnh phúc và thậm chí còn biết ơn nữa. Dạ, biết ơn bởi quý vị biết là trong những cái chế độ mà gọi là độc tài độc đảng thì người ta hay dùng cái cách đó để gọi là để kiểm soát quần chúng. Những cái quốc gia nào mà cho quần chúng sung sướng quá đó, thì nó dễ đòi hỏi gọi là được voi đầu tiên, được tự do thì lại đòi là phải lật đật lật đổ chính quyền vân vân. Thành ra cái cách xưa nay người ta trị dân đó là người ta cho dân chúng đói, tức là cho cái khổ. Rồi sau cái khổ một thời gian đó thì họ nhả ra từ từ, ta sung sướng hơn chút đó, thì cho cái sướng đó, nó không bằng ở những quốc gia khác. Cái sướng nó thua kém nhưng mà người ta cũng cảm thấy là ô, như vậy là hạnh phúc lắm rồi, như vậy là sung sướng lắm rồi. Và người ta quên hẳn đi rằng cái sung sướng mà mình đang có đó, nó chỉ đơn thuần là một cái sự nới lỏng cái dây thòng lỏng ra một chút đó. Chứ thật ra nó không phải là sự tự do. Nhưng mà lúc mà người ta không thấy tự do nữa, người ta không đòi hỏi tự do nữa, mà người ta chỉ muốn là mình đang bị khổ, đang bị bức bách bây giờ được hít thở cái không khí tự do một chút thôi, về mặt nào đó thì dùng cảm thấy sung sướng.
mình cảm thấy vị lục quá đủ, quá hoan hỷ. Thì cũng vậy, trong cái cách mà ma vương làm cho cái tâm tư của chúng sanh bị điên đảo, và ở cái mức điên đảo cùng cực á, là ma vương tìm cách siết chúng sanh, và tìm cách cho chúng sanh bị đau khổ, nếm rải đau khổ. Và khi nếm rải đau khổ thì sau đó là ma vương lại cho cái hình thức cả ái cả ý, tức là ở đây chúng ta nói là cái mỹ tướng, mỹ tướng mỹ và bất mỹ tướng, tức là cái dễ chịu và cái khó chịu một lúc, cái đẹp và cái xấu một chút, thì chúng sanh rất là dễ bị dao động. Nhưng mà Đức Phật thì ngài trước cái cảm giác thì ngài nói rằng thật ra trong suốt cuộc dòng luân hồi của ngài đó là ngài đã trải qua quá nhiều điều đó, và bây giờ là một vị Phật, ngài hiểu quá nhiều cái thủ thuật để mà chi phối làm cho tâm dao động. Do đó đối với ngài thì việc này nó không có chuyện gì mà lạ, không có chuyện gì mà chi phối được ngài, ngài vẫn an nhiên. Cái việc mà chế ngự thân khẩu ý đi, thật ra ở đây là mình nói về ba nghiệp thanh tịnh. Và dạ, ba nghiệp thanh tịnh ở đây là chỉ cho một cái tâm thái không có phiền não, dạ, hoàn toàn không có phiền não. Một vị mà đã không có phiền não như vậy thì không có bị ma chi phối được. Ma chi phối vừa dùng hình thức là đẹp hay là xấu, hình thức thích hay không thích, cả ái hay là không cả ái, khả lạc hay không khả lạc, đối với Phật là chuyện đó không có gì. Chúng ta nhớ là trong một cái phẩm trước, khi mà mình học cái bài Kinh Thiên Tử, trong phẩm Thiên Tử Devo Buddha, thì có một vị thiên hỏi Đức Phật là ngài có vui không? Thì đó ngày ngày mới hỏi rằng ta được gì mà vui, hỏi ngài có buồn không, hỏi ta mất gì mà buồn. Thì chúng ta thấy một điều đó là đối với con người mình sống hàng ngày đó, thì mình luôn luôn nghĩ đến cái vui là cái hạnh phúc, và cái buồn là cái đau khổ. Nhưng mà thật ra thì trong cái nhìn của Đức Phật, của lời giải Đức Phật đó, thì cái gọi là vui buồn thật ra nó là trạng thái bị động trong diện tâm lý hết. Và bị động về tâm lý, tức là con người mình về đó luôn luôn sống ở trong cái thế bị động. Và Đức Phật thì ngài dạy rất là rõ là cái cuộc sống mà tâm không bị dao động mới là hạnh phúc thật sự. Bởi vì khi chúng ta đọc ở trong kinh có nói về tám pháp thế gian, và tám pháp thế gian tức là khen chê vui khổ đặng thất binh nhục đó, thì khi mà chúng ta nghiệm kỹ lại về tám pháp thế gian đó, thì cả tám pháp đó đều là lưỡng cực khác. Và lưỡng cực tức là một khen là khen, đó là cái mà khả ái khả ý, cái vui, cái mà mình cảm thấy là mình hài lòng. Rồi chê là cái mà không hài lòng. Dạ, khen đối với chê, vui đối với khổ, đặng danh đặng lợi mất lợi, đặng danh mất danh. Thì cho dù là nói tám ngọn gió đời, nhưng thực ra có bốn thôi. Và chính cái hai cực đó làm cho chúng ta điên đảo. Bởi vì cái điểm này điểm rất là tế nhị cho cuộc sống, là chúng ta chỉ muốn một thứ, là chúng ta muốn thưởng thức cái vui, thưởng thức cái đẹp, thưởng thức cái hạnh phúc. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta không thấy được rằng một khi mà chúng ta kỳ vọng hạnh phúc, một khi mà chúng ta sống nghiêng hạnh phúc, một khi chúng ta chạy theo hạnh phúc, thì đồng thời lúc đó chúng ta cũng khổ. Cái này rất là khó nói, tại vì con người chúng ta đó là không thể nào đứng giữa được. Và có một vị sư làm bài câu thơ như vậy là: nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nhưng mà chúng ta đâu nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ có muốn có vui mà không muốn có khổ. Nhưng mà có thể cái vui cái khổ nó là tai liền tai, lòng bên lòng, nó đi, nó là một cặp, nó là cặp bài trùng, nó đi chung với nhau. Và về điểm này thì tương đối rất là khó để chúng ta lãnh hội trong đời sống. Thứ gì, quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Không biết là Thượng Tọa Tuệ Siêu
có mặt ở trước máy không? Nếu thì tổ sư đang có mặt trước máy và nghe được gì thì thì tổ hoàng khi cho biết đi thì tôi trả lời một câu. Đó là thì tổ không nghe được thì cái gì? Bây giờ hòa thượng đại siêu này, ủa chắc hòa thượng không nghe được. Bây giờ xin hỏi thì tổ pháp tân, thì tổ có ở trước máy không? Nếu thì tổ tân đang ở trước máy thì tổ hoàng khi trả lời cho một câu thảo luận. Và tiền tổ pháp tân cũng quý vị có chúng tôi đang bị, nếu tiền tổ pháp tân có đưa tay thì quý vị cũng nghĩ cho biết nha, tại chúng tôi đang ở bên ngoài đó. Ô dạ vâng, dạ tiền tổ pháp tân mình trải qua một cuộc sống dài giữa cuộc đời này, nó luôn luôn là nó lôi kéo chúng ta về phía này hay phía khác, thì nhiều khi mình thấy cái chuyện mà vui hay không vui đó, nó là được hay là không được, nhưng mà mình ở một cái nhìn như thế nào để mình thấy rằng chính cái gọi là mỹ tướng, cái hảo tướng, cái vừa ý, nó cũng là một sự phối. Làm sao chúng ta thấy khả năng nhận ra cái sự chi phối? Ví dụ bây giờ ác ma biến hiện những cái hình thức rất là đẹp mà chúng ta thích quá, chúng ta mê quá, nhưng mà người ta thấy rằng cái đó là một hạnh phúc, nhưng mà làm sao mình nhìn thấy nó là một sự chi phối? Sự chi phối đây là chúng ta rơi vào sự sai sự ác ma. Thì xin thượng tọa Hoa Nghĩ giải thêm một điểm về điểm này, kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Bình Hạnh cũng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, con nghĩ rằng cái đời sống tu tập thì rõ ràng nó có nhiều cái thử thách lắm, nha, khối cả thử thách, đòi hỏi cái tu trong mỗi cái trường hợp, trong mỗi lúc đó, thì cần có được cái sự tỉnh táo. Con nghĩ rằng ở đây đó thì nếu mà có những người đó thì cái thử thách, biết bao nhiêu cái thử thách họ cũng đều vượt qua, từ cái trở ngại này tới trở ngại kia, nhưng mà rồi họ cũng vượt qua được hết. Họ cũng có cách để họ tìm cách để họ vượt qua, không có cái sự trở ngại nào mà làm khó cho họ được. Nhưng mà rồi có khi đó thì họ lại có một chợt, một lúc nào đó thì họ lại chợt không nhận ra, chợt không nhận ra ở trong cái những cái mà mình nghĩ rằng rất là cuốn hút, rất là cuốn hút, rất là thích thú, rất là hấp dẫn, nhưng mà mình không nhận ra đó thì chính là mình bị trói buộc ở trong cái đó. Cho nên là sự thật ra thì mình ghét ai, mình tập cái tâm của mình, hay là mình không hài lòng những việc gì đó, thì mình ráng mình tập cái tâm của mình, đừng để rồi chính cái việc đó nó làm cho mình không hài lòng, mà mình cứ suy nghĩ, rồi mình cứ những cái mà âu sầu ở trong lòng, phiền muộn ở trong lòng, từ ở cái mà nó không vừa lòng đó, hay hoặc một ai nói cái gì, làm cái gì đó mà mình không vừa lòng, thì mình xét thấy rằng cái điều đó nó không phải để đáng cho mình phải bận lòng nhiều. Mình nên càng bận lòng nhiều về những điều đó đó, thì cái tâm của mình trước mắt là mình thấy mình bị bất lợi rồi, bị bất lợi rồi. Có nhiều khi mình nghĩ rằng mình giận ai cho nó đã nư, rồi mình không hài lòng những một cái việc gì đó, mình nói cho nó đã nư, rồi là mình có một
cái thái độ phản kháng gì đó để cho đã ngư, thì sự thật ra những cái điều đó, đó rồi sau cái việc đó thì mình thấy rằng là nó không có ích lợi gì, bởi nó làm tổn hại đến cái tâm lý tu tập của chính mình, tổn hại đến cái tâm lý tu tập của chính mình. Rồi vì vậy đó cho nên có những người thì con nghĩ rằng là bởi vì có nhiều khi đó là tự ở trong lòng mình, tự ở trong lòng mình có khi tự nó bị dắt dẫn. Ví dụ như chúng ta thường nghĩ rằng mình tu á thì mình chọn cái chỗ nào mà nó thanh thản, nó đừng có bị thế sự như này, người đi qua kẻ đi lại, hoặc kẻ nói này người nói nọ, ở một cái nơi am cốc nào đó thanh vắng, rồi ít có người tới lui, rồi phong cảnh cũng đẹp, suối rừng núi non gì đó, nhưng mà chính tâm mình bị dắt dẫn trong những cái cảnh đó. Nhưng mà khi mà mình bước vô trong cái, mình đến cái cảnh đó mình ở rồi, tâm mình cũng bị chi phối nữa, bị chi phối. Mình nhớ cái này, nhớ cái kia. Chúng tôi nhớ hồi năm 20 mấy tuổi, chúng tôi cũng có một cái tình trạng như vậy. Cái tình trạng như vậy. Lúc đó, Ngài Pháp Ân là sư phụ của chúng tôi mất xong á. Thì chúng tôi mới, lúc đó tuổi thì cũng không có nhiều. Mới 20 thôi. 20, 21 thôi. Thì chúng tôi nửa là một buồn. Buồn vì lúc đó đó là mình cũng chưa có cái tình cảm ở trong một cái suy nghĩ của người bình thường á, thì mình vẫn có những sự buồn khi mà một cái người thầy của mình mất. Như vậy mà mình thì sống từ nhỏ ở trong một cái sự bảo dưỡng, rồi ở trong một cái sự dạy dỗ của một vị thầy, thì mình buồn. Rồi chúng tôi nghĩ rằng thôi bây giờ mình tìm cách để mà mình lên rừng, lên trên núi. Chúng tôi về cái vùng bảy núi, tại vì ở nơi đó có một cái người quen, họ có một miếng đất, chúng tôi muốn lên trên đó để cất một cái am tranh để chúng tôi ở, để tu tập. Chúng tôi nghĩ là vậy. Khi mà mình lên trên đó mình ở khoảng một tuần lễ, mình nghĩ rằng mình sẽ là cố gắng để mà mình tu tập. Nhưng mà rốt cuộc lại là mình lại nghĩ nhớ đến chùa. Nhớ đến chùa. Nhớ đến những việc này, việc nào. Thì chính là cái tâm của mình á, nó lôi cuốn mình. Cái sự chướng ngại đó, nó thử thách mình. Cho nên là mình buộc mình phải trở về chùa trở lại. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều đó, đó trong ngay cả cái sự thử thách, có những người thì những cái sự thử thách dữ dằn, những cái sự thử thách rất là lớn lao, khó, mình nghĩ là khó vượt qua, nhưng mà họ vượt qua. Nhưng mà có những điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng có những cái mà trong cái sự mà mình thấy rằng mình thích thú đó, có những điều mà mình cho rằng cái đó là hấp dẫn, cho rằng cái đó là nó đáng để cho mình suy nghĩ đó, thì thế là mình cũng bị trói buộc. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng ở trong một cái cảnh nào đó, dù là nó như thế nào đi nữa, thì tâm của mình cũng phải giữ một cái trạng thái tâm hết sức là bình tĩnh, và mình xử lý cho nó khéo ở trong cái công việc, trong mọi cái diễn biến của tâm lý. Thì mình không phải vì vậy cái cảnh nào buồn hay là cái cảnh nào vui mà mình bị dướng mắt vô trong đó nhiều, thì mình bị khổ thôi, bị khổ thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó, cái sự tu tập của mình á, là mình phải bình tĩnh trước mọi cái chuyển hóa của cuộc đời này, dù nó là cám dỗ hay là thử thách, thì mình phải bình tĩnh như vậy thì mình mới có thể là vượt qua. Còn không á, thì mình dễ bị buồn lắm. Ví dụ buồn rồi vui, vui rồi buồn, buồn rồi vui, nó diễn biến cái tâm lý hoài, mà tâm mình á, thì không có định tĩnh và luôn luôn bị chao đảo bởi cái ngoại cảnh, những cái ngoại cảnh.
Cho nên là nếu mà mình nghĩ những cái gì đó, thì những cái gì mà mình dính mắc thì cái đó nó làm tổn hại cho mình thôi, chứ nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Bởi vì cuộc tu của mình á, là để làm sao cái tâm của mình đừng có bị dướng mắc trong cái gì. Mình nhớ đến những cái việc gì thường thường đó, bây giờ đó, khi mà mình có tuổi đó, thì mình lại nghĩ rằng là trong cái suy nghĩ của mình á, là thường suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về quá khứ. Nhưng mà mình suy nghĩ về quá khứ, nghĩ là có những cái cảnh mình cần đáng nhớ, nhưng mà có những cảnh không đáng nhớ. Nhưng mà rồi cả ngay cả cái cảnh đáng nhớ hay là không đáng nhớ đó, mình cũng đừng nên để tâm nhiều. Để tâm nhiều đó là cái sự lo âu của mình, phiền muộn của mình, nó cũng không tốt. Cho nên là nghĩ rằng trong mọi cái cảnh thì mình nên có cái sự tỉnh táo trước, đừng có để đừng có để cái tâm của mình bị chi phối bởi những cái cảnh mà nó quá hấp dẫn, hay là bởi những cái cảnh mà nó có những cái cảnh mà mình gọi là bất mỹ, hoàn mỹ hay là bất mỹ đi nữa, đẹp hay là không đẹp đi nữa, thì cũng đừng nên để cái tâm đó. Thì mình vẫn giữ được cái đời sống, thì chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là cái cách mà mình tạo cái sự an lạc trong trong cái đời sống tu tập của mình. Không phải là mà mình không suy nghĩ gì, nhưng mà rồi mình nghĩ những cái mà mình dính mắc vô trong đó, thì đó là cái sự bất lợi cho chính mình mà thôi. Ở đây là cái ý kiến của con xin được trả lời qua cái câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thú cái trình thượng tọa pháp tình. Một lần nữa xin đi khỏi hòa thượng Trí Siêu, hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng Trí Siêu nghe được, xin thỉnh hòa thượng trả lời cho một cuộc thảo luận. Dạ vâng. lần đầu tiên mới kêu sư huynh bằng hòa thượng nghe. Sư hòa thượng Trí Siêu nghĩ cho một vài cái cảm nhận hòa thượng là ở trong cuộc sống này, con người mình mà càng dễ vui hay dễ buồn thì mình càng dễ bị sự sợ hãi nó chi phối. Dạ, tại vì không biết hòa thượng nghĩ sao, nhưng mà con người mình sống với cái tâm của mình ít có nặng cái chuyện vui buồn thì tương đối mình điềm đạm hơn trước cái sự sợ hãi. Nhưng mà nếu đúng như vậy thì hòa thượng có thể là cho một lời giải thích là tại sao mà những người mà hay sống với vui buồn thì họ hay bị chi phối bởi cái sợ hãi tinh thần hòa thượng. Kính thưa quý vị, hôm nay nghe sư đệ gọi là hòa thượng, chúng tôi cũng bất ngờ nghe nó có thấy mình già quá rồi. Thật ra thì năm nay chúng tôi cũng được tấn phong làm hòa thượng rồi. Phải đúng chứ, giáo hội tấn phong làm hòa thượng rồi, cho nên thật ra hòa thượng thưa quý vị là sắp chữ hòa thượng mà viết tắt đó thì có nghĩa là sắp bị quả tán, quả thiêu, chứ không có sướng, không có sung sướng như vậy đâu. Bây giờ câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu á, thì chúng tôi xin được trình bày như thế này là
một khi con người mà trải qua cái sự vui buồn đó, trải qua cái sự vui buồn nếu mà họ có một cái sự khéo tác ý để họ chiêm nghiệm cuộc đời có thịnh có suy, hưng có hưng có vong, thì mỗi lần mà có cái chuyện vui buồn mà nó xảy ra đó, và con người có trí tuệ và biết chiêm nghiệm như vậy đó, thì người này mới có một cái ý tưởng, một cái tư duy sâu sắc, nghĩa là bình thản trước cuộc đời được. Còn nếu như không có cái sự suy tư nghi ngẫm, mà mỗi lần mà chị vui buồn đến họ bị dằn vặt, lâu ngày làm cho cái tâm của họ bị yếu đi, tâm của họ bị yếu đi. Chúng ta lấy cái ví dụ một cái thanh sắt á, mà khi mà tru rèn ở trong lửa đỏ, lúc thì tru rèn vào cái lò ống bể nung đỏ lên rồi mới được đập và cái người thợ rèn đó họ phải biết cách để họ đập cho mỏng lại một phía, họ trở qua trở lại họ đập một phía chứ không phải là đập lung tung. Rồi nếu mà để như vậy đó thì nó sẽ non cái thanh sắt, cho nên họ phải nhúng vào trong một cái chậu nước hay một cái hồ nước, thì như vậy cái thanh sắt đó nó trở nên già. Mà khi mà nó được già đó thì nó mới cứng rắn được. Và đem sử dụng thành một cái con dao hoặc là có thanh gươm, thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải được tru rèn và phải khéo như thế nào để mà chúng ta nhận thức được cái cuộc đời thạnh suy hưng vong, hay là cuộc đời này vốn là thăng trầm, mình phải làm cái gì để cho giữ cái tâm bình thản, vân vân. Họ suy nghĩ như vậy, lâu ngày thì họ mới được tu rèn xuống. Còn ngược lại, nếu mà cuộc sống này họ bị bầm dập như vậy thì họ chỉ có cái sự chai lì thôi, nhưng mà họ không có khôn lên, họ không có trải nghiệm và họ không có trở nên điềm đạm, nhất là họ không giữ được cái tâm thái an. Hai cái sự kiện đó nó khác nhau. Cho nên ở đây đó, trong cuộc đời này tất cả chúng ta ai cũng phải chịu
cái cuộc sống nó dằn vặt. Nhưng mà nếu mỗi người có một cái chí hướng và biết cách, thì chúng ta hãy đem cái cảnh đời thế gian là đại học đường, hoàn cảnh khốn khó là trường dạy khôn. Chúng ta hãy lấy đó để làm cái trường dạy khôn cho mình. Thì như vậy chúng ta có thể vươn lên và chúng ta sống thú vị được. Còn nếu không đó, thì chúng ta chỉ biết than thân trách phận, nhưng mà chúng ta sẽ không có được trưởng thành, không được lớn khôn, chúng ta không học hỏi được cái gì cả. Chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận này. Và bây giờ xin thỉnh Thượng tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Phật Thầy. Sa thú, kính trình Hòa Thượng Thế Sư. Thưa quý vị, tối hôm nay là tối thứ bảy, ngày 12 Tây. Và ở tại chùa Pháp Luân sẽ có cái tổ chức buổi lễ Maha Puja, tức là đại lễ rằm tháng giêng. Lý do tổ chức ngày hôm nay đó là bởi vì ở bên Mỹ, một cái buổi tối mà người ta có thể thức được trọn cả đêm để tu Đầu Đà, đó là tối thứ bảy. Vì tối thứ sáu thì nguyên cả ngày thứ sáu đi làm mới về rất là cực, thức khuya khó, và tối chủ nhật thì thức rất là khó từ ngày hôm sau đi làm ngày thứ hai. Do đó ở bên đây là tổ chức hành Đầu Đà luôn ở tổ chức tối thứ bảy. Năm nay thưa quý vị, chúng tôi có một cái chương trình tu học đặc biệt nhân cái ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn thuyết giảng dưới bổn Upadabhadimokkha, là giải thoát giáo, và cũng là ngày Đức Thế Tôn ngài tuyên bố là ngôi nhà giáo pháp đã thiết lập xong, ngài sẽ viên tịch Niết Bàn. Thì đêm nay chúng tôi có một cái chương trình triển lãm 45 tác phẩm nghệ thuật, và mà những tác phẩm nghệ thuật này được triển lãm trong một cái chủ đề gọi là pháp ảnh. Lục có nghĩa là sưu tập hay sưu tầm. Ví dụ mình nói là ngữ lục tức là cái sự sưu tầm những cái lời dạy của thiền sư, hay là tâm ảnh lục chẳng hạn. Ở đây là pháp ảnh lục. Pháp ảnh ở đây tức là mình dựa trên một cái gì đó để mình suy niệm giáo pháp. Dạ, suy niệm giáo pháp. Ví dụ như ngày xưa một số các bậc cổ đức đã nhìn thấy cái hoa sớm nở tối tàn và giác ngộ, hay là một vị vua nhìn thấy những cái tấm lắc đeo trên tay của một hòa bi nó khua với nhau mà bị để giác ngộ. Thì chúng ta có khả năng đọc Phật pháp, đọc chánh pháp, đọc chân pháp ở những cái thiên nhiên. Nhưng mà trong pháp ảnh lục mà chúng tôi làm tại đây đó là sưu tập những tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm nghệ thuật này thì chúng tôi sẽ cố gắng để từ đây tới chiều để dịch, để chúng tôi đã chú thích rồi, nhưng mà chúng tôi còn chụp lại, và chúng tôi chụp lại thành 45 bức ảnh. Những bức ảnh thì chúng tôi sẽ nhờ Đức Thầy Trì post lên trên net với lời chú thích, thì quý Phật tử có thể theo dõi những tác phẩm nghệ thuật đó. Trong 45 tác phẩm nghệ thuật này thì chúng tôi chia thành 3 phần. Một là mộng, gồm những cái tác phẩm nghệ thuật nói về cái ảo giác của con người. Hai là thật, nói về cái bản chất thực hữu của đời sống. Và điều thứ ba là ngộ, tức là cái sự nhận thức chân thực mà người con Phật nên có. Thì thưa quý vị, trong phần mộng đó thì chúng ta có những một số các cái tác phẩm, ví dụ như có một cái điểm nhấn quan trọng là hình ảnh một người bắt cái thang lên trời và leo lên cái thang, nhưng mà leo lên ở trên không có cái gì ở trên hết,
tức là chỉ bắt cái thang giữa trời thôi, thì không có tầng lầu, không có cây cỏi hết, chỉ bắt lên giữa trời. Một cái tác phẩm nghệ thuật mà chúng tôi rất là thú vị, bởi vì đến từ cái câu chuyện ở trong Trường Bộ Kinh. Khi con người mong mỏi về đời sau, mong mỏi về thiên đàng, mong mỏi về cực lạc, mong mỏi điều này, nhưng mà mình không thực sự biết điều đó là gì. Chúng ta luôn luôn dựng cho tương lai, nhưng mà chúng ta thực sự không biết tương lai đó là gì. Hay hoặc giả là một tác phẩm mà chúng tôi cũng rất đặc biệt, rất là thích, đó là tác phẩm Người Mù Rờ Voi. Đúng ra thì đây là một ngụ ngôn mà được tìm thấy cách đây 25 thế kỷ ở trong kinh Phật giáo qua cái thí dụ của Đức Phật. Nhưng mà rồi sau này nó trở thành một cái ngụ ngôn của dân gian, người ta không còn biết cái nguồn gốc nữa. Thì người mù mà rờ voi, họ không thấy được cái tổng quan, không thấy được cái hình dạng chung của con voi, mà họ chỉ dựa trên cái xúc giác của mình. Có người thấy con voi là cái chổi tại vì họ rờ cái đuôi, có người thì rờ cái chân đó, con voi giống như cột nhà, có người rờ lỗ tai giống như là con voi giống như cái quạt. Nhưng mà kỳ thật đó là họ chỉ biết một cách phiến diện, biết một phần câu chuyện. Và người Tây Phương họ có nói rằng nửa khúc bánh mì là bánh mì, nhưng mà nửa sự thật không phải là sự thật. Thì chúng ta nói như vậy là cái một mảng sự thật nó không phải là sự thật, ngay cả điều đó là điều mình trực tiếp được thấy, được nghe, được tiếp xúc. Và chúng ta cũng phải nói thêm rằng cái nhìn phiến diện hay sự cố chấp vào cái nhìn phiến diện đôi khi nó còn nguy hiểm hơn là cái nhìn sai nữa. Cái nhìn sai coi mà người ta không có mù quáng, còn hơn là cái gì mình nghĩ rằng mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm, nhưng mà mình cả tin rồi mình cho rằng điều đó nó phải tuyệt đối, giống như người mù rờ voi rất là bi định. Có một số cái hình ảnh khác mà chúng tôi đặc biệt rất là thích thú. Ví dụ như là hình ảnh của những con rùa chồng lên nhau, trên đó là hình ảnh những con voi. Dạ, chúng ta nghe câu chuyện ngày xưa một vị vua cai trị xứ Ba Tư rất là giàu có. Rồi một hôm đang ngủ, nghĩ rằng cái mặt đất thỉnh thoảng nó bị động đất, không biết là cái sơn hà đại địa này nó nằm ở trên cái gì. Và càng nghĩ thì thời xưa làm sao biết cái quả địa cầu ra sao. Nên khi nhà vua trằn trọc ngủ không được và cho mời vị thừa tướng đến, thì vị thừa tướng cũng không biết là cái mặt sơn hà đại địa này nó nằm ở trên cái gì. Nhưng mà chỉ biết một điều là mình trả lời không thông thì mình nhà vua sẽ không cho mình ngủ. Thành ra mới bịa trong chuyện là Môn Tâu Hoàng Thượng là con mặt đất nó nằm trên lưng một con voi khổng lồ. Rồi vị này nhà vua gật đầu, thấy chừng lát sau ngủ được giấc là thức dậy, không biết con voi nó đứng lên cái gì và cái đó nó chắc chắn không, thì lại gọi cho gọi vị thừa tướng đến đó. Người ta nói rằng con voi khổng lồ đứng trên một cái con rùa khổng lồ. Nhưng vị thừa tướng nghĩ rằng rồi mình đi về ngủ, nhà vua lại thắc mắc không biết con rùa đứng lên cái gì nữa. Thì vị thừa tướng mới quay lại Môn Tâu Hoàng Thượng là nếu Hoàng Thượng có lo lắng thì nhớ là ở trên con voi thì đã có con voi, ở dưới con rùa cũng đã có con rùa này chồng qua rùa kia, luôn luôn có con rùa, nhà vua yên tâm ngủ. Thì đây cũng là một cái tác phẩm mà chúng tôi cũng đặc biệt rất là thích. Thưa quý vị, chúng ta có một số các cái tác phẩm nói về mộng, tức là nhận thức sai lầm. Và chúng ta có một số tác phẩm trong cái phần thứ hai gọi là thật. Thật ở đây thí dụ như là chúng ta có hai người, một nam một nữ, tượng hai mà khiêng một trái tim, một trái tim. Ở cái thực tế là người ta nói rằng tình yêu là hạnh phúc, nhưng mà tình yêu cũng là trách nhiệm nữa. Nó là trách nhiệm, cái gì nó là một gánh nặng chứ nó không đơn giản. Nhưng mà con người thì chỉ nghĩ tình yêu là hạnh phúc thôi, nhưng thật sự nó là trách nhiệm. Thú vị. Hay là một cái cội cây mà ở trong đó một cái thân cây mà ở trong đó có nhiều người. Chúng ta sống thì có biệt nghiệp nhưng cũng có cộng nghiệp. Và mình muốn tách khỏi cái cộng nghiệp đó không phải được. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình là người theo đạo Phật, thì mình có những cái cộng nghiệp, có những cái liên đới. Và những cái liên đới mình hoàn toàn không tách rời được. Mình sống trong một gia đình, sống trong một thành phố, sống trong một quốc gia, sống là một người chủng tộc thì luôn luôn có sự liên đới. Thật ra điều đó, cái cộng nghiệp đó, cái tính chất vô ngã của cuộc sống là chúng ta không tồn tại như một cái vật thể độc lập hoàn toàn. Chúng ta không phải là một ống đảo duy nhất ở trên thế gian này. Hay là
chúng ta có một, chúng ta có một tấm hình nói về cái lực tác động, có 12 cái trái cầu bằng kim loại được treo lên trên một cái dàn. Nếu ta lấy một một cái ở đầu, chúng ta kéo lên, chúng ta buông xuống, lực tác động nó sẽ đánh truyền qua, nó khiến cho cái cuối cùng nó nhảy lên. Thì điều này có nghĩa là có một cái lực nó đi từ cái trái cầu thứ nhất qua trái cầu thứ 12. Chúng ta không thấy, nhưng mà nó có, do đó trái cầu cái đầu cuối cùng nó mới nhúc nhích được. Thì cũng tương tự như vậy, là nói về cái giáo lý duyên khởi thôi. Chúng ta nói về về cái năng duyên và sở duyên, nói về cái tác động và cái bị tác động. Và về điều này một lần nữa đó, nó nói lên một cái tính cách, không phải chỉ trong phương diện vật lý, không phải trong phương diện tâm lý, mà tất cả cuộc sống hiện hữu của pháp hành nó đều bị theo cái lực tác động. Chúng tôi có một cái pho tượng cũng rất là thú vị ở tại đây. Khi mà nói về lực tác động, đó là hình một người, người đó là một pho tượng, mà một pho tượng đó là một người tự tạc lấy chính mình. Vừa là người tạc tượng mà cũng vừa là pho tượng. Khi quý vị nhìn thấy tấm hình này, quý vị cũng sẽ thấy rất là thú vị, là đạo Phật nói về cái nghiệp hữu, là nói về con sự trở thành, sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta vừa là sự hiện hữu, mà cũng đồng thời mình tạo tác với cái sở hành của mình, với cái nghiệp hữu, nó tiếp tục nó tạo ra con người của mình. Thì một cái pho tượng, và cái pho tượng đó là chỉ cho người tạc tượng và tạc chính bản thân của mình. Đầu có, tay có, nhưng mà cái phần ở thân ở dưới thì đang tạc. Một pho tượng rất là thú vị nói về nghiệp hữu. Hay là chúng ta có một cái pho tượng một người đứng đưa chân lên trời, chổng đầu xuống đất. Người đó họ cảm nhận được cái sức hút, cái hấp lực của trái đất. Nhưng mà lúc chúng ta bình thường, mà chúng ta không có chổng đầu xuống đất, mà chúng ta đi bình thường, mình cảm tưởng như mình không có bị áp lực gì hết. Tại vì sao vậy? Chúng ta đi lại một cách tự tại trên trái đất này, nhưng mà kỳ thật cái sự đi lại của chúng ta nó bị cái hấp lực. Nó không giống như là một người ra khỏi bầu khí quyển hay lên mặt trăng, không có cái sức hút thì nó khác đi, không có trọng lượng. Thì điều này, cái hấp lực của trái đất nó tương tự như cái ví dụ về vô minh. Có lẽ là một lúc nào đó chúng ta không nhận thấy được sự chi phối vô minh, nhưng mà vô minh chi phối chúng ta. Nó cũng là một tác phẩm về cái bản chất thực của đời sống. Hay là ở đây có một cái tù và. Cái tù và này á, là được cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng mà nó vẫn còn cái hình dạng của cái tù và. Nó lấy từ một cái ví dụ trong kinh Tuệ Túc á. Vua Vyasi là giết một người tù nhân, rồi cho ra lệnh băm thê nhỏ ra, cắt xẻo từ miếng để coi cái thức ở chỗ nào. Thì ngài cũng bắt cái sáp, ngài nói rằng cái tâm thức nó không có tồn tại như vậy, mà cái tâm thức nó sanh khởi là do có căn có cảnh. Vì các căn không hoạt động, làm sao thức cảnh, làm sao có tâm thức được. Cái thân của chúng ta không thể nào mà chúng ta bồng nhỏ nó ra, chúng ta tìm thấy cái tâm thức được. Và hiện hữu nó là một sự kết hợp, giống như là cái tù và nó tạo ra âm thanh, khi nào có người thổi thì nó mới kêu. Bây giờ cái tù và không có người thổi mà đập nhỏ, khi mình đập nó ra mà bảo rằng mình có thể tìm âm thanh thì không có. Đó là cũng là một ví dụ rất là thú vị. Hay là chúng tôi có một cái khối thủy tinh, một cái cầu thủy tinh, và ở trong đó có cái hình nam và nữ đang ôm nhau trong trạng thái ân ái thương yêu. Nhưng mà thay vì họ làm một cái tượng nam nữ thì họ làm hai cái bộ xương, nam và nữ. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy rằng, người ta nói rằng cái đẹp của cuộc sống chỉ thật ra nó là một cái làn da mỏng thôi. Và một cái làn da mỏng thôi, chứ nếu mà chúng ta nhìn xuyên qua qua tóc lông móng răng da thì chúng ta sẽ thấy khác đi. Ở đó nó lại là một cái gì rất là thú vị cho chúng ta hiểu về một cái nhìn khác của hành giả tu tập, hay là của một người học Phật. Của người học Phật. Thì thứ gì giờ có gì quan nghĩ chờ chúng tôi chút xíu nhé. Một
một vài điều mà chúng tôi vừa nói về vừa qua đó, nó nằm ở trong cái phần triển lãm về cái gọi là thật, là cái bản chất của đời sống, bản chất giả hộp, bản chất hiện hữu cho giáo lý dương khởi. Và sau cái phần mộng và thực thì chúng ta nói về cái chữ ngộ gọi là trực ngộ tức là hiểu ra. Ví dụ như là ở đây có hình một cái khuôn mặt đang buồn, một khuôn mặt đang buồn mà chỉ có khuôn mặt thôi, không có cái trán, không có cái thân người mà chỉ khuôn mặt thôi. Được ví dụ cho là chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Điều này có nghĩa là một người đó, hành giả tu tập khi nhìn thấy cái vui, cái buồn, khổ lạc ưu hỷ xả mà chỉ nhìn nó tự đến tự đi thì nó khác. Nhưng mà nếu mình buồn, nếu có buồn mà nói mình buồn hay tôi buồn hay là người ta làm cho tôi buồn thì cái tôi nó cũng có vấn đề. Cũng như là mình nói là một người mà đi thuyền ở trong mùa bị chiếc thuyền cắt đụng, nhưng mà đang nổi giận nên không biết ai nói là đi sương mù mà đi nhanh, đi vô ý vô tứ đụng mình. Nhưng mà khi nhìn chiếc xuồng bên kia đó, chiếc thuyền bên kia đó là chiếc thuyền không người lái, nó chỉ trôi dạt thôi thì không còn giận nữa. Thì cũng vậy, chúng ta taking too personal, mình nói rằng tôi buồn, tôi vui, tôi được, tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng mà đạo Phật dạy rằng mình nên nhìn thấy là có hành động chứ không có hành động, có cảm thọ chứ không có cảm thọ. Nó là một cái tác phẩm chúng tôi rất ưng ý. Và một cái tác phẩm khác mà hồi Tết thì chúng tôi cũng nói rất là nhiều, đó là tác phẩm con mẹ than cậu con. Nó không thể gặm chặt quá hay gặm lơi quá, chỉ cho cái điểm vừa phải. Dạ, điểm vừa phải. Và cái điểm vừa phải là điểm rất là tế nhị. Con cậu mẹ đi gặm cậu con phải gặm khéo mới than cậu con đi và không cậu con không bị rớt. Nhưng mà không gặm cái ngoạm chặt quá, ngoạm chặt quá thì nó sẽ đụng da cậu con. Thì giáo lý trung đạo đó là một sự nhắc nhở chúng ta như vậy. Và thứ gì còn nhiều cái tác phẩm khác. Chúng tôi có một cái khối đá, một khối đá bằng granite mà họ mài một bên để nguyên. Thì cái bên để nguyên nó là một khối đá thô, nhưng mà khi một bên mài thì mình hiện ra một xanh ngọc bích. Thì nó nói lên cái giá trị gọi là ngọc bất cát bất thành khí, là cái người người có tu tập thì mới có thành tựu, mới có giá trị. Còn nếu một người cái tâm mà không có tu tập thì tâm hoang dã, giống như một viên ngọc mà không có mài dũa thì nó gọi là ngọc mà nó là đá. Nói chung là với 45 tác phẩm nghệ thuật mà chia thành 3 phần mộng, thực và ngộ này đó, là xuyên suốt cả cái đề tài tối nay chúng tôi sẽ giảng ở trong lớp học. Và lần đầu tiên mà chúng tôi thực hiện cái công trình này ở tại chùa. Thật thì ở tại chùa Pháp Luân cũng có hơn 230 cái tác phẩm sưu tập như vậy. Và chúng tôi cũng có một cái kế hoạch là trong tương lai khi mà có điều kiện đó, thì sẽ xây dựng một cái nhà triển lãm về Phật Pháp. Ở nhà triển lãm chúng tôi gọi là Pháp Lâu. Thì khi một Phật tử hay một người lạ đến đó, họ nhìn những tác phẩm này và họ đọc những lời chú thích đó, thì họ có thể hiểu được giáo pháp mà thậm chí không cần vị giảng sư, không cần vị sư hay Phật tử đứng đó mà thuyết minh. Tại vì những điều này nó cho chúng ta những sự gợi dắt và nó sẽ có lời lạc vô cùng để cho chúng ta sống trong một cái thời đại mà người ta quá bận tâm về nghi lễ, quá bận tâm về xây dựng, về hình thức, về thế này kia. Nhưng mà chúng ta phải có một cái điều kiện gì đó để truyền tải cái giá trị của Phật Pháp. Chúng ta thực sự Phật Pháp chỉ thực sự hưng thịnh khi nào còn có những người mà chịu khó ngồi lại suy niệm lời Đức Phật dạy. Thì bằng cái phương tiện này, cái này chúng ta gọi là visual art, tức là những cái tác phẩm nghệ thuật mà được mục đích bằng mắt. Chúng ta nhìn thấy mục đích bắt bật trên đó, chúng ta đọc những cái tinh hoa, những cái tư tưởng của giáo pháp. Thì chúng tôi thực hiện cái công trình Pháp Ảnh Lục này trong một cái trường hợp là cho một đêm đầu đà tu tập đại lễ thường nguyên trong tháng Giêng. Và chúng tôi hy vọng là trong tương lai có điều kiện cho phép thì chúng ta sẽ xúc tiến tới thành lập một cái Pháp Lâu, một ngôi nhà của Pháp. Mà công trình này thì chúng tôi đi nhiều nơi trên thế giới chưa có ai làm hết, và có lẽ là lần đầu tiên chùa Pháp Luân sẽ thực hiện công trình này. Và cuộc triển lãm hôm nay là bước đầu.
Thì chúng tôi tin một điều đó là trong mỗi một cái thời đại, mỗi một cái giai đoạn đó, người ta có một cái cách học Phật Pháp. Có cái thời nào đó, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng khi người ta muốn đi coi hát thì họ đến các cái nhà hát, các cái sân khấu để họ ngồi họ thưởng thức. Bây giờ thì họ lại coi YouTube, coi trên Internet nhiều hơn. Và bây giờ lại có cái thời nào đó người ta coi phim, người ta phải đi thuê phim. Và bây giờ thì ta coi YouTube đến nỗi mà có nhiều nhà sản xuất phim ảnh họ chỉ sản xuất phim cho YouTube mà thôi. Thì chúng tôi biết là có cái thời đại nào đó đó mà người Phật tử là nghiền ngẫm từ trang sách, từ trang kinh. Hồi chúng tôi vào chùa lúc cùng với Thượng tọa Tô Siêu thì thưa quý vị, lúc đó kinh sách là quý lắm. Dạ, quý lắm. Bây giờ chúng tôi thấy càng ngày người ta càng ít đọc sách đi, mà thay vào đó người ta càng bỏ thì giờ để browse internet, người ta còn tức là sách vở càng ngày nó càng ít để tìm hiểu, nhất là những cái bài giảng mà dài, và những bài giảng dài có nhiều người ta lại không có kiên nhẫn để nghe nữa. Thì chúng ta phải có một cái phương thức mới làm sao cho người ta có thể cảm nhận được Phật Pháp, cảm nhận được những cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy qua những cái hình tượng. Thực sự thì những điều này nó là những điều mà chúng tôi trong nhiều năm rồi cũng có cái ý tưởng ấp ủ thực hiện. Do đó chúng tôi bỏ thì giờ ra để sưu tập, nhưng mà quả thực là trước kia cũng hơi bận rộn có cái đó. Và lâu lâu, thí dụ như là có khi chúng tôi đem từng một tác phẩm lên, một cái tác phẩm nghệ thuật lên để giảng ở trong một buổi giảng ở chùa. Nhưng mà rồi một cái như vậy thì thấy nó khác. Nhưng mà mấy hôm nay khi mà chúng tôi bắt đầu triển lãm điều này đó, thì quý Phật tử đến chùa, các vị có cảm cái thích thú rất là đặc biệt. Tại vì bao giờ mà các vị có thể nhìn thấy những cái triển lãm về lời dạy của Đức Phật qua những cái tác phẩm nghệ thuật như vậy. Và điều này luôn luôn cho chúng ta một cái gợi ý. Một gợi ý là chánh pháp không phải chỉ đọc ở trong kinh hay nghe ở trong bài giảng. Chánh pháp có thể đọc ở trong hơi thở. Chánh pháp được đọc ở trong cái cơn đau. Chánh pháp được đọc trong một cái hoa tươi rồi là tàn. Chánh pháp được đọc ở trong những cái bi kịch, ở trong những cái hài kịch của cuộc sống, rất thật, rất thiệt ở ngoài. Và Đức Thế Tôn Ngài đã từng sống qua vô lượng kiếp với cái nhận thức về chánh pháp như vậy. Và khi Ngài còn tại thế thì Ngài đã từng dạy chúng ta nên đọc Phật Pháp qua lửa rừng, đọc Phật Pháp qua một khúc gỗ trôi sông, đọc Phật Pháp qua hình ảnh một người chăn bò. Chứ chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái gia tài lớn, rất lớn về mặt tư duy, về mặt lãnh hội những cái nghĩa lý khi mà mình tiếp xúc với thực tại. Vấn đề là mình không chịu suy nghĩ. Thậm chí Đức Phật Ngài đã cho chúng ta có được cái gợi ý mà chúng ta lại không có suy nghĩ. Và thế giới ngày hôm nay là thế giới muôn màu muôn sắc. Thế giới đó đó, nó không biết bao nhiêu là những hình tượng, bao nhiêu là những cái đường nét, những cái sắc thái. Người ta có thể nhìn những điều đó qua một cái nhìn khác, nhưng mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta vẫn có quyền để chúng ta nhìn cái hình thái đó. Ví dụ như là chúng tôi có một tác phẩm về một con cá đang bơi, nhưng mà dĩ nhiên con cá bơi này không có nước, mà con cá bơi để trên khô rồi. Nhưng mà nó nhắc cho chúng ta thấy một điều là cái nhận thức của chúng ta đó, nó giống như là con cá quen với thủy tinh. Khi nó quen với thủy tinh đó, thì rất là khó để diễn tả về cái sự tồn tại của đất khô được. Mà con rùa nó là chân cá. Dạ, tại vì khi mà chúng ta nghĩ về điều này, thì quý vị, nó hoàn toàn dựa lên trên một cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Và do chúng ta nhận thức cái kinh nghiệm cá nhân của mình nên chi nó là một cái thách thức. Dạ, nó là một thách thức để chúng ta hiểu những điều chưa từng hiểu. Thì thưa quý Phật tử, chúng tôi thấy được là trong cuộc sống của mỗi chúng ta đó, trong cuộc sống mỗi chúng ta đã có một cái
một trở ngại này là chúng ta thường đóng khung, thường thủ chấp, và chúng ta thường không cho phép mình để hiểu cái chưa từng hiểu, biết cái chưa từng biết. Và khi mà mình hiểu cái chưa từng hiểu, biết cái chưa từng biết thì quý vị thử xem là ví dụ như thế giới hôm nay mở rộng ra, một người mà sống ở trong nền văn hóa Việt Nam chưa bây giờ đặt chân đến một vùng đất xa xôi như là Ấn Độ hay Nhật Bản hay hoặc giả là bên Na Uy, thì nhiều khi mình tưởng tượng ra được, mình tưởng tượng ra cái băng giá, cái cảnh Bắc Cực Quang, thật ra cũng khó chứ không phải dễ đâu. Dạ, khó lắm, dạ, khó lắm thưa quý vị. Chúng tôi đây là một cái kinh nghiệm mà để đời của chúng ta, đó là chúng ta chỉ sống và dựa lên trên những cái tưởng tri, tức là cái gì mà chúng ta đã từng trải thôi. Chúng ta giống như con cá mà ở dưới nước, không thể nào hiểu ra được cái thực tại ở trên đất liền như thế nào. Và một cái hình ảnh khác mà chúng tôi rất là thú vị là hình ảnh của con khỉ ngồi, hình ảnh của con khỉ đột ngồi thiền. Hình ảnh con khỉ đột ngồi thiền, nó giống như là cái tâm của chúng ta đó, đúng là tâm viên ý mã. Chúng ta cũng có tâm viên, cũng có ý mã nữa, nhưng mà đại khái là để thuần hóa, để tu tập đó, thì nó không có đơn giản, hoàn toàn không đơn, nó khó khăn ghê lắm. Dạ, rất là khó khăn. Khi mà chúng tôi chụp xong những cái bức ảnh này đó để gửi đến quý vị, dạ, chúng tôi chụp xong bức ảnh để gửi đến quý vị và có lời chú thích đó, thì chúng tôi sẽ post những cái tác phẩm này lên trên cái website là Chùa Pháp Luân, để quý vị nào mà có muốn thử ngoạn mà không có mặt ở tại đây ở xa thì quý vị có thể theo điện, có thể theo dõi những cái bài giảng trong đêm Đầu Đà. Tối hôm nay cũng có hai cái trường hợp rất là đặc biệt, và hai trường hợp rất là đặc biệt là có một cái lễ cúng đèn lên Đức Phật. Và ở trong lễ cúng đèn này đó thì lần đầu tiên chúng tôi mới đưa lên một cái pho tượng của Ấn Độ về Đức Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xúc. Quý vị nào có đọc cái đọc ở trong kinh điển hay là quyển Thanh Tịnh Đạo của Bồ Tát Khô Xá đó, thì chúng ta thấy một điều như vậy là ở tại các quốc Phật giáo đó có nhiều vị họ có lời phát nguyện là mình sẽ được sanh lên cõi trời Đâu Xúc, được nghe Đức Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ đó Đức Di Lặc ngài là vị Phật tương lai và ngài đang ở trong kiếp áp chót ở cung trời Đâu Xúc, và khi mà ngài giáng hạ xuống dưới trần gian này để trong kiếp chót để thành đạo đó, thì theo trong một số các vị tôn đức mà chúng tôi gặp, ít nhất là bốn vị đã có lời phát nguyện rằng sau cái thân này thì xin cho các vị sanh về cõi trời để được cộng trú với những vị thiên, mà những vị thiên này đó là lấy pháp hỷ pháp lạc làm cái thức ăn tinh thần. Và khi mà giáo pháp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, của Đức Phật Gautama hiện tại không có tồn tại trên thế gian nữa đó, thì chứ vẫn còn có thể tiếp tục để sống với pháp vị ở tại cung trời Đâu Xúc. Và ở tại đó đó, trong những cái nghề giới, các cái vị thiên quay quần lại bên trong một cái pháp hội để được nghe Đức Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp. Và cái tượng Đức Bồ Tát này là một pho tượng từ Ấn Độ, rất là đẹp, rất là đặc biệt, không giống như bất cứ tượng Di Lặc nào. Và ngài ở trong cái thế của một vị thiên chủ để giảng pháp, và giảng pháp ở cung trời Đâu Xúc. Phật tử đến sẽ có rất là nhiều đèn, và có rất nhiều đèn để cúng dường Phật, và cúng dường Phật cái này gọi là gieo duyên lành. Chúng ta tha thiết để học Phật, tha thiết để cúng dường pháp bảo và thắp đèn lên để cúng Phật, và cũng mong rằng giáo pháp được được hưng thịnh,
đồng thời trong tương trong kiếp sau chúng ta có cái duyên, và có cái duyên nếu mà chưa giác ngộ giải thoát, xin cho chúng ta được gặp Phật pháp, gặp Phật pháp trong giáo pháp của Đức Phật hiện tại, hay là ở trong giáo pháp của Đức Phật Di Lặc trong tương lai, nếu chúng ta mong mỏi sớm được giác ngộ giải thoát. Và thưa quý vị, tối hôm nay cũng có một cái buổi lễ rất là đặc biệt, là như chúng ta được biết rằng trong 13 vị mà nằm lòng Tam Tạng, thuộc lòng Tam Tạng của Miến Điện, thì bây giờ chỉ còn 12 vị thôi. Bởi vì trong 13 vị đó thì cái vị có một vị Padan Tát thứ 12, tức là ngài Avichata, cái quan sát đó, ngài vừa tịch ở tại Thái Lan và đã đưa về Miến Điện rồi. Thì tối nay chúng tôi sẽ làm một cái, có một phần để thắp hương tưởng niệm ngài. Thật ra thì một cái vị mà thuộc lòng Tam Tạng không phải là chuyện dễ có trên thế gian này, và ngài đã có trong kiếp này. Chúng tôi thì chưa gặp ngài bao giờ, chưa gặp được 3-4 vị ở tại Miến Điện, mà những vị bị thuộc lòng Tam Tạng thì thực sự rất là quý. Điều đó là một cái biểu tượng rất lớn. Đối với nhiều người thì không có lường định được giá trị này, nhưng mà quả thật những ai mà có học Phật pháp rồi thì mới thấy rằng trong cái thời đại ngày hôm nay của chúng ta mà vẫn còn có những vị nằm lòng Tam Tạng ở trong cái truyền thống gọi là văn học truyền khẩu đó, mà học thuộc lòng cả Tam Tạng đó, thì thực sự điều đó là điều quý lắm, điều quý nói lên cái sự cao quý của chánh pháp, mà có những con người phát tâm để nằm lòng học thuộc lòng cho đến ngày hôm nay. Thì tới hôm nay có một cái buổi lễ để cầu nguyện cho ngài. Nói chung thưa quý vị, ngoài lễ thắp đèn, lễ tưởng niệm của ngài Tam Tạng thứ 12, thì chúng ta sẽ có ở tại chùa tối nay trong cái khóa tu Trụ Đà sẽ có một cái nội dung pháp ảnh lục, là xuyên suốt qua những cái tác phẩm nghệ thuật, từ đó sẽ chiêm nghiệm chánh pháp. Chúng ta dùng cái sự quán chiếu để suy niệm về chánh pháp, để đem Phật pháp vào lòng, như Đức Phật ngài dạy rằng một cái mà có những điều tha thiết mà một người tu nên có là tha thiết học Phật pháp, tha thiết nhớ Phật pháp, tha thiết suy niệm Phật pháp, tha thiết áp dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, rồi cũng tha thiết để truyền đạt Phật pháp cho người khác. Những điều tha thiết đó rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng tôi rất là mong là trong cái ngày Maha Puja đánh dấu hai cái sự kiện rất là quan trọng trong cuộc đời Đức Phật. Một là ngày thuyết Uvada Patimokkha, và ở trong đó ngài nói về tôn chỉ của chánh pháp và tôn trì chỉ của hoàn trường chánh pháp. Tôn trì chỉ chánh pháp là không làm các điều ác, tất cả ác làm các hạnh tu tập quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý là lời dạy của chư Phật. Và ngài cũng nói rằng đời sống của một vị tu sĩ đúng nghĩa, một vị sa môn đúng nghĩa là đời sống bất hại, không gây tổn hại cho ai. Thì những điều đó được Đức Thế Tôn ngài thuyết trong một ngày trăng tròn tháng Ma Khá ở tại Viluvana, tại Trúc Lâm Tịnh Xá thành Vương Xá, và đã trở thành những cái lời dạy rất là căn bản, và rất là căn bản gọi là giới bổn về sự tu tập. Ví dụ như là một người mà là người phải biết nhẫn nại, và phải lấy nhẫn nại làm vũ khí. Người tu tập là người biết tiết chế trong ẩm thực, thu thúc sáu căn, biết sống độc cư, thiền tịnh, vân vân, những cái căn bản, mà không phải chỉ riêng Đức Phật của chúng ta, mà chư Phật trong quá khứ, hiện tại, tương lai được dạy như vậy. Nên chi tối nay là trong cái ngày mà để vinh danh pháp bảo và Kamade, ngày mà chúng ta nghĩ tưởng đến cái giá trị cao quý pháp bảo, thì ngoài cái việc mà thắp đèn để cúng dường Phật pháp tăng, ngoài cái việc mà tưởng niệm ngày Tam Tạng thứ 12, thì sẽ có một trọn một đêm tu học mà lấy cái đề tài là pháp ảnh lục. Chúng tôi giới thiệu điều này là bởi vì hy vọng rằng tối nay có cô Như Pháp,
cô có thể truyền đạt, chuyển tải một số cái pháp thoại lên trên Facebook. Quý Phật tử ở xa có thể theo dõi được chương trình tu học đây. Chúng ta sống trong một thời đại thứ gì quá bận rộn, chật vật nhiều với thời gian, với tiền bạc và với công ăn việc làm. Đôi khi trong một năm chúng ta có một ngày, một đêm trọn vẹn hay là hai đêm trọn vẹn thức để vì nghĩ đến Đức Phật giáo pháp để tu học. Điều đó đưa chúng ta trở sự nhắc nhở của Đức Phật. Ngài dạy rằng một cái người có trí thì hiểu rõ là sau khi mình rời bỏ cuộc đời này thì cả tiền bạc, tất cả những gì mình thủ đắc trong đời sống này đều phải bỏ lại. Chúng ta sẽ ra đi với cái nghiệp của mình. Và khi mình ra đi với cái nghiệp của mình thì bây giờ chúng ta biết là cái gì chúng ta nên làm, là chính những cái thiện nghiệp từ thân ngữ ý, chính những cái duyên lành mà chúng ta tạo, đó là hành trang mà chúng ta đi trong tương lai. Thì chúng ta hãy trở về để thắp sáng ý thức đó. Không có một cái ý thức nào quan trọng hơn là cái ý thức về cái gì thực sự có giá trị trong cuộc sống này. Nên chúng tôi cũng dành nửa giờ còn lại của chương trình Phật Lớp Học Pháp Bích Thái Tham Ma ngày hôm nay để một là nhắc quý Phật tử là nếu quý vị ở bất cứ nơi nào mà gần chùa, gần các chùa có cái đêm tu học Đầu Đà, lễ Makapucha, lễ Rằm Tháng Giêng thì cố gắng đến tham dự. Và trong ngày lễ này chúng ta hãy nhớ về tôn chỉ của chánh pháp, tôn chỉ của sự hoằng hóa chánh pháp, và xin mời mỗi chúng ta là những người có được cái phần thừa hưởng gia tài mà Đức Phật để lại, chứ chúng ta cũng không phải là những đứa con nghèo nàn. Mình có những cái châu báu của đấng từ phụ để lại mà chúng ta lại sống một đời sống rất là nghèo nàn về mặt tinh thần. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Thái Tham Ma ngày mai này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Thông Pháp Vi Thông, và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Sư. Kính đảnh lễ xin lỗi của Hòa Thượng Tuệ Sư. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Sư Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Phú Sa Thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã có những chia sẻ. Chúng con thật hoan hỷ vô cùng khi được nghe những chia sẻ đầy ý nghĩa trong cái ngày lễ Rằm Tháng Giêng để thắp lên trí tuệ cho chúng kính tri ân Ngài. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.